Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hoa Mặt Trời ngày hôm nay. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta thường đặt ra những câu hỏi như: tại sao chúng ta đến với thế gian này? Chúng ta sống để làm gì? Chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta đã, đang và sẽ tìm kiếm gì trong cuộc sống vô thường dạ tạm này? Và còn lại gì khi chúng ta sẽ mất đi? Thì những dòng suy tư đó cũng chính là những nội niềm của nhân vật trong chương trình Hoa Mặt Trời số 3 lần này. Và giờ phút này đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng đọng tâm tư xem một đoạn phim ngắn sau đây. Hơn 40 năm trước, sự nghèo đói, vất vả, nhọc nhằn, gian khổ, tự ti, mặc cảm đã trở thành những chuỗi ngày tháng thê lương, ê chề, chán nản, ám ảnh trong suốt tuổi thơ tôi. Phải chăng tôi phải gánh lấy và đeo mang nó suốt cuộc đời? Phải chăng tôi sẽ sống mãi trong cái vòng lẩn quẩn bế tắc? Phải chăng mọi người đến thế gian này để rồi lặng lẽ ra đi trong tuyệt vọng? Nhưng rồi, từ quyển sách Hai Vạn Dặm Dưới Biển, tôi đã quyết định thay đổi đời mình. Rũ bùn đứng lên, chiến thắng sợ hãi, đập nát bức tường nghèo khó, vượt ra ranh giới làng quê, đến chốn thị thành quyết tâm học tập, làm chủ số phận, chinh phục tri thức. 16 năm sinh sống tại nước ngoài, chu du hơn 40 quốc gia trên thế giới. Trở về tổ quốc, đảm đương cương vị phó chủ tịch tập đoàn FPT, bước lên đỉnh cao của sự thành đạt. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười, mọi đau thương đã chấm dứt. Thế nhưng, có nghĩa lý gì khi đắm chìm trong vòng xoáy lợi danh của nhân thế? Có nghĩa lý gì khi ôm niềm hạnh phúc riêng mà quanh ta bao người vẫn khổ đau? Đâu mới là hạnh phúc chân thật? Đâu mới là con đường mà tôi thực sự phải đi? Phải chăng tôi đang lạc lối? Tôi tự hỏi, cuối cùng trong hành trình của đời người là gì nếu không phải là cái chết? Liệu có chăng tồn tại một sự bất tử? Và nếu có, phải bắt đầu từ đâu để đi tìm sự bất tử? Trước đây, tôi không thể nào nhận ra điều này. Nhưng giờ đây thì tôi đã hiểu. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Phật tử Thiền Đức Nguyễn Mạnh Hùng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến chứng minh cho chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu, xin được cung kính giới thiệu. Và đến với chương trình ngày hôm nay, còn có hơn 3.000 quý thiền nam, tín nữ Phật tử từ khắp mọi miền của đất nước đã về đây tham dự. Xin thay mặt những người thực hiện chương trình và hơn 3.000 quý Phật tử đang có mặt trong đạo tràng, gửi đến lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất với Phật tử Thiền Đức Nguyễn Mạnh Hùng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thượng Tọa Thích Chân Tính, con kính bạch quý Thầy, con kính bạch quý Phật tử. Con phải nói rất thật là giờ phút này rất là cảm động. Con đã từng đứng trước hội trường nói với vài ngàn người, vài ngàn doanh nhân, rồi hàng chục sinh viên ở Việt Nam, rồi ở Mỹ, ở Pháp, ở Nga, mấy chục nước trên thế giới.
Nhưng mà chưa bao giờ có cái cảm xúc nó xúc động như ngày hôm nay. Bởi vì con nghĩ rằng bây giờ chúng ta tụng kinh lại hoặc là nghe những lời kinh ngày xưa thì nói là Đức Phật đi kèm theo sau là 1250 đệ tử. Nhưng mà ngày hôm nay ở đây thì con thấy Thầy Thích Chân Tính đang có ở đây đến 3-4 ngàn Phật tử. Quá đông. Một cái hội trường này con nhìn thì con đoán cũng phải trên 1000 người. Cộng với cái hội trường mà con tu ngày hôm qua ngày hôm nay ở cái khu Nam của chúng con là ở số bao danh là 334 ở khu Nam ấy, thì chúng con cũng khoảng hơn 500 người. Thế và ở xung quanh đây chúng ta đến mấy ngàn người. Và cái đạo lực của các quý vị thì lớn quá. Và con cảm giác là trước mặt con ở đây đã đến mấy ngàn vị Phật, không phải tương lai mà vị Phật bây giờ. Thì con rất là xúc động. Thì con chỉ muốn nói rằng con vô cùng biết ơn Sư Phụ đã tổ chức một chương trình tuyệt vời như thế này để cho con có một cơ hội chia sẻ những suy nghĩ của mình. Với một công việc rất là bận rộn như vậy và quý Phật tử chúng ta cũng nhìn thấy là Phật tử Thiền Đức Nguyễn Mạnh Hùng đang đeo một cái thẻ khóa tu Phật thất, có nghĩa là những ngày vừa qua thì Phật tử đã gác lại mọi công việc của mình và cùng tham gia khóa tu Phật thất. Vậy thì Phật tử có thể chia sẻ thêm một vài cảm xúc của mình khi cùng tham gia sinh hoạt cùng với quý Phật tử ở dưới trong những ngày vừa qua. A Di Đà Phật. Bên ngoài thì người ta nghĩ mà ông doanh nhân là phải ngủ ở khách sạn 5 sao. Thế rồi phải ăn những cái món ăn sơn hào hải vị. Nhưng mà con cũng bạch thật với thầy, với quý vị là đêm hôm kia thì con ngủ ở ngoài hành lang, bởi vì bên trong là cái chiếu dành cho các Phật tử Nam đã hết chỗ rồi. Con phải ngủ ở cái, nếu mà đứng với tay một chút xíu là thấy ngay được cái cây hình như cái bồ đề phía ngoài. Con nằm ở ngoài hành lang, bên dưới là lấy một cái chăn và bên trên lấy một cái chăn đắp. Và đêm thì khá nhiều muỗi. Thế thì đêm cũng hầu như cũng khó ngủ với muỗi nhiều quá. Và đêm hôm qua, sau khi mà lên đây để xem cái sân khấu của một quý thầy, thì quay ngược lại phòng ngủ, thì mọi người cũng ngủ hết rồi. Và đêm qua lại một đêm thứ hai, ngủ ở chiếu đất và màn thì chích trời, thì không thể chẳng ở trời. Và rất là xúc động ạ. Nhưng mà con muốn nói một cái khía cạnh khác, đó là trong cái chương trình của chúng con ở cái thiền đường dành cho nam giới, thì một quý thầy có nói hai cái ý của Thượng tọa Thích Chân Tính mà con không thể quên được. Cái thứ nhất là phải ăn thật nhiều, tu thật giỏi. Thầy nhắc đi nhắc lại, ăn thật nhiều, tu thật giỏi. Cái ý thứ hai nữa là chúng ta hãy chết đi. Hãy chết trong vòng 7 ngày. Bỏ gia đình, bỏ công việc. Đến đây 7 ngày thì hãy chết trong vòng 7 ngày đi để được sống vĩnh viễn bên Đức Phật A Di Đà. Mà nghe hai cái đấy xong con xúc động lắm. Vô cùng xúc động. Và một cái chi tiết thứ ba nữa là Thầy Tâm Điền hơn 70 tuổi mà khi chúng con ăn ấy, thì không thấy thầy ăn gì cả. Thầy cứ đi lại. Cái có hôm con không biết, con không để ý thì cái tà áo tràng nó rơi xuống, thầy còn vắt lên trên cho mình. Lúc ấy chỉ muốn khóc thôi. Sau đó là thầy còn nhắc là ăn đi, thế rồi tức là một thế về tuổi tác là một cụ già 70 mấy tuổi. Về mặt đạo thì đấy là một đại đức và một vị chân tu mà lo cho miếng ăn, lo cho chỗ ngủ của từng đứa trẻ con như chúng con thì thấy vô cùng xúc động. Và không biết là mình trong mấy ngày vừa rồi con cảm giác là không biết liệu mình có tu xứng đáng để được hưởng cái phước đó hay không, và nếu không thì lại tổn phước quá. Kính thưa quý vị, người ta thường nói rằng là tuổi thơ là cái tuổi mà gắn liền với rất là nhiều những cái kỷ niệm đẹp, và những cái khoảnh khắc đó của tuổi thơ nó sẽ theo chúng ta đến suốt cuộc đời. Vậy thì không biết rằng về cái tuổi thơ của Phật tử Nguyễn Mạnh Hùng đã như thế nào? Con kính bạch quý thầy, quả thật là nhớ lại tuổi thơ hồi còn nhỏ, cách đây mấy chục năm thì có lẽ là con muốn nhớ lại những cảnh chơi ở nhà quê. Con thì con sinh ra ở xã Đông Hòa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, một cái tỉnh rất nhỏ phía Bắc mà rất là nghèo. Nhưng mà muốn nhớ thì con muốn nhớ những cái trò chơi trẻ con như là chơi bi, chơi khăn, chơi chộp, chơi chuyền, rồi chơi đóng gia đình với nhau. Đấy là mình muốn nhớ như vậy. Nhưng mà con cũng nhớ lại cái cảnh nghèo đói hồi còn nhỏ. Thì lúc con còn nhỏ con nhớ là cái nhà mình là nhà đắp đất, tường là một đất và mái rạ. Thế thì có những cái trò nghịch rất của trẻ con như là cái mái rạ thì nó chảy xuống cái hiên ấy, thì nó tạo thành cái lỗ ở ngoài hiên bằng đất đúng không ạ?
Thế thì đáng nhẽ là mình phải lấy đất mình đắp lên cái lỗ đấy cho nó kín cái mái nhà lên. Thì chúng con nghịch, có một cậu em trai là thằng Dũng và đứa em gái tên là cái Huế. Thì chúng con lại đào cái chỗ nó sâu lên thành cái hố cho đựng nước mưa ấy. Xong bắt đầu mới lấy cái dây cấy ngày xưa, nó có dây mỏi xíu, xong làm cái vòi nước bơm ra bên ngoài. Tức là mình là thằng phá hoại mà mình không biết. Mình là một thằng phá hoại, cái hè đó nhá, mình là đứa con khôn, thương bố mẹ, thì mình đắp cho cái hè nó đầy lên, phải lo cho bố mẹ. Thế nhưng mình lại không làm, mình lại làm cái máy bơm, mình chơi nghịch để như vậy. Hay là nghịch cái trò là cậu đóng gạch. Đóng gạch thì quý vị nhớ là cái bao diêm đấy, con bạch thầy cái bao diêm thì đục cái vỏ ra xong lấy cái đất nhét vào hai đầu. Thì tự nhiên viên gạch nó bé bằng đúng cái hộp diêm. Thế và bình thường là nung gạch thì người ta nung bằng lò gạch. Thì cậu Dũng nhà con, cậu lại mang mấy cái viên gạch đó, cậu đốt vào cái đống rơm. Cậu đốt cả đống rơm cho cháy. Như vậy gạch nó trong chín đó. Thế đấy là kỷ niệm vừa vui vừa buồn. Nhưng mà kỷ niệm buồn đối với con đó là cái sự nghèo đói. Cái món ăn thường xuyên của chúng con ăn đó là cháo cám. Cháo bằng cám. Đấy là những năm 70 mấy của Tế Trực ăn bằng cháo cám. Nhưng mà khu cháo cám cũng không có mà ăn. Thì bà mẹ con phải đi lấy cái rọc của cái khoai ngứa ấy, cái khoai nước. Lấy cái rọc đó, vì cái củ không có đâu, phải lấy cái rọc. Xong tước cái vỏ bên ngoài ra, thái nó ra để nấu cùng với cám mà ăn. Và cái món chúng con hay được thưởng thức đó là món bánh đúc cám. Bánh đúc như lại bằng cám. Thế và con nhớ rằng ở xã Đông Hòa lúc bây giờ có mấy cái người giàu, ví dụ Bảo Ánh và Bảo Hồ. Thế thì bà mẹ hay lôi con là một đứa anh trai lớn nhất đi vay thóc. Nhưng có hôm không vay được thì bà mẹ mới về ngồi giữa sân nhà. Thì bà nhìn lên trời bà khóc. Bảo trời đất ơi, tại sao cũng sinh làm con người mà nhà tôi lại nghèo như thế này. Người ta không cho vay. Và con có nhớ có những câu mà nó ám ảnh đến bây giờ đấy ạ. Tức là cái người cho vay thóc bảo nhà mày nghèo thế này thì lấy đâu ra mà trả. Bởi vì bố mẹ đẻ ra 6 người con, cứ cách 2 năm một người con mà con là lớn nhất. Thì cái nghèo đói nó bao trùm. Có những ngày chỉ ăn một bữa cơm thôi. Còn nếu ăn thì cũng không bao giờ có chuyện được 2-3 bát, mà chỉ một bát. Hay là có một kỷ niệm con nhớ không quên là có một bác tên là bác Chí. Thì bác làm công nhân mỏ Quảng Ninh. Cái thời lúc bây giờ rất là buồn cười là ai làm cán bộ nhà nước ấy, thì được tem phiếu, có đường, có chè, có thuốc lá, rồi có những cái gì gì ấy. Mà làm nông dân như nhà con là không có. Thì cứ Tết bác ấy mang cho nhà bác nào thuốc lá, là kẹo, là chè, là đường. Thế thì chúng con thèm quá, thì bác cho một điếu thuốc. Thì con không bao giờ quên được kỷ niệm là khi được điếu thuốc đó, thì mình châm lên mình hút cho nó oai thôi. Xong ra ngõ mình dập tắt đi, xong rồi đút vào túi. Xong thình thình gặp ai, mình lại bật lên mình châm một cái cho nó, cho người ta biết là mình cũng có điếu thuốc. Chứ không phải là mình hút. Và rất thèm được đường, được kẹo, được thuốc lá. Nhưng mà không có. Thì con mới bạch với ông bác là bác ơi, bác có cách nào mà cho cháu được làm công nhân Quảng Ninh không? Thì bác nói là được, với điều kiện mày phải học thật giỏi. Mơ ước duy nhất lúc bây giờ phải học giỏi, học thật giỏi để lớn lên. May ra có cơ hội được làm công nhân mỏ Quảng Ninh thì được có đường, có sữa, có bánh, có kẹo. Còn nếu không thì trở lại vĩnh viễn cá nhân mình, hòng dòng họ mình, giống như bố mẹ, ông bà nhà mình vẫn làm nông dân ở tỉnh Thái Bình. Đấy là những kỷ niệm rất là khó quên của tuổi thơ. Với một cái khao khát của tuổi thơ rất là đơn giản, đó là thèm khát về những quà vặt. Mà với trẻ em bây giờ chiều đó là không có gì là lớn lao. Vậy thì trước khi mà có được những món quà nhỏ như vậy thôi, thì trong cái giai đoạn tuổi thơ đó, thì Phật tử có một cái ý nghĩ gì đó để mà thoát khỏi cái cảnh nghèo của mình hay không? Hay là từ thân mình đứng lên để mà chuẩn bị cho một cái hành trang gì đó hay không? Con cũng bạch với sư phụ, với quý thầy, với các quý Phật tử là khi mà rơi vào nghèo đói thì nó có hai con đường phải lựa chọn. Một con đường là mình đi đến cái chết. Tức là mình chấp nhận thì mình sẽ chết. Và nếu con chấp nhận thì có nghĩa là con sẽ trở thành một người nông dân làm ruộng ở tỉnh Thái Bình. Cày ruộng, cuốc đất, chắc chắn như thế. Nhưng mà con đã quyết định chọn một con đường thứ hai. Cái thời chúng con là để học được, hồi lúc bây giờ phải đóng 3 đồng 6 tiền học phí. Tiền học phí lúc phải đóng là 3 đồng 6. Nhưng mà là nhà con nghèo làm gì có bằng phí. Thì con nghĩ được một cái mẹo. Mà bây giờ mình nghĩ là hóa ra cái thằng Hùng lúc bây giờ khôn phết ấy. Thế là con mới gạ ông nội, là ông có lúc bây giờ cái thời ở ngoài Bắc ấy là không có cái phân đạm, nó rất hiếm lắm, mà bón ruộng lúa ấy, thưa quý vị, là đóng bón bằng phân chuồng, tức là phải cắt cỏ rồi cho rơm cho rạ vào cái chuồng lợn đấy, xong con lợn nó y nó tè vào đấy, xong lấy cái phân đó đi bón cho ruộng. Thế thì ông bà nội thì đâu có thời gian, thì còn nói là thưa ông bà, cháu sẽ được cắt cỏ thuê cho ông bà. Thì ông bà bảo ok, đồng ý. Thế thì bảo ông bà trả bao nhiêu, ông bà thôi thì mỗi gánh cỏ ta trả cho mày 1 hào. 1 hào tức 10 hào được 1 đồng. Và bây giờ cái 1.000 đồng, tức là 1.000 đồng là rất nhiều đấy ạ.
Thế thì cứ buổi sáng đi học, buổi chiều đi cắt cỏ thuê, kiếm tiền. Và từ lớp 4 đến vĩnh viễn sau này, suốt cuộc đời, không bao giờ con phải xin tiền bố mẹ nữa. Từ lớp 4, cắt cỏ thì quý vị nhớ lớp 4, cái thằng bé lớp 4, Nguyễn Bình lớp 4 thì là bé xíu thế này. Thì cái quang gánh ấy, thì con phải buộc, nó có giống như là cái quang mình buộc bên dưới cho nó ngắn lại ạ. Thì không thì nó mình cái người mình ngắn một cái quang thì buộc ngắn nó lên một cái đoạn như thế này. Thế và con không nhớ, ít nhất là con không bao giờ quên cái ở Thái Bình nó có cái sông Trà Lý. Và con ít nhất là khoảng 2-3 lần bị gió nó thổi bay từ đê bạt xuống bên dưới. Bởi mình người bé quá mà cái gánh cỏ rất nặng. Và gió nó thổi mạnh quá và mình bay xuống. Và đấy là cái kỷ niệm không bao giờ quên. Nhưng mà nhờ những cái gánh cỏ đó mới có tiền đóng học phí để được đi học cấp 1, cấp 2. Rồi tiếp theo đó, còn nếu không có cái đó thì có lẽ không được học tiếp. Nhưng mà cái kỷ niệm thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là tình cờ con mượn là một cái cậu bạn một cuốn sách tên là Hai Vạn Dặm Dưới Biển. Thế thì trong đó có miêu tả là một cái thuyền trưởng Nemo là ông khám phá ra đại dương này nè. Thế thì con nghĩ tại sao thuyền trưởng Nemo khám phá đại dương thì bây giờ mình khám phá bầu trời. Bởi có cách nào khám phá bầu trời được không? Và con mơ màng là nghĩ đến bầu trời và hàng đêm mình cứ thức mình ngủ mình nhìn vì nó đói ăn, đói quá thì là học xong khuya thì nhìn lên trời tới đầy sao thì mà thế thì mình tìm mọi cách. Thuyền trưởng Nemo khám phá đại dương thì thuyền trưởng Nguyễn Mạnh Hùng sẽ khám phá bầu trời. Đấy là cái suy nghĩ rất nhỏ là bây giờ. Tâm Nguyên cũng được biết rằng là có nhiều người cũng chia sẻ lúc đó thì thầy đã cố gắng học tập rất là nhiều, nhưng mà có một điều là thầy học không được tốt lắm. Vậy thì với một cái ước mơ đơn giản đó là học để mà thoát nghèo và chỉ được làm công nhân, vậy thì thầy có thể chia sẻ thêm một vài vấn đề về cái việc học của thầy không ạ? Học thì là cũng là câu chuyện. Tôi con học cấp 2 ở tỉnh Thái Bình, ở xã Đông Hòa. Nhưng cũng may là cái mùa hè năm lớp 7 ấy, tới lớp 2 thì có một cậu tên là cậu Tuấn. Bây giờ cậu vừa làm địa chính ở xã Đông Hòa. Thì cậu ấy bảo là Hùng ơi, ở Hà Nội nó có một cái trường chuyên ngoại ngữ của Đại học Sư phạm Ngữ Hà Nội. Nó tổ chức thi vào cấp 3 đấy. Mày có đi thi đi không? Thế tôi con mới miễn nó đi Hà Nội là mình đi đã. Thế là cày như điên, đúng như từ bây giờ là cày như điên. Suốt ngày luôn học, học không ngủ luôn. Thế và đi thi để vào Hà Nội. Thì ngày ông bố con ấy chở con đi Hà Nội để đi thi bằng cái xe đạp. Thì ông nói là Hùng ạ, bố chở con đi Hà Nội với ba mục đích. Mục đích thứ nhất cho con biết thế nào là cái Hồ Hoàn Kiếm. Mục đích thứ hai là cho con biết thế nào là cái tàu hỏa. Bởi vì Thái Bình nó không có tàu hỏa mà không có núi. Nhưng cho con nhìn thấy cái tàu hỏa. Và cái thứ ba đó là cho con biết thế nào là cái cầu Long Biên. Thế và ông bố đã hoàn thành nhiệm vụ là chở con đi Hà Nội để đi thi. Nhưng mà làm gì nghĩ có chuyện đỗ thi được vào Hà Nội, các trường chuyên của cả nước họ thi vào đó. Và bố thì không bao giờ tin. Thành là ông bố đã hoàn thành nhiệm vụ là cho nhìn thấy tàu hỏa. Vì đi từ Thái Bình đi Hà Nội phải qua Nam Định, qua Phủ Lý thì bắt buộc phải nhìn thấy tàu hỏa. Rồi cả đi ở về thế nào nhìn thấy một lần. Cái thứ hai là đúng là ông đã lấy xe đạp, ông đạp một vòng quanh cái Hồ Hoàn Kiếm, ông chỉ đây là tháp Rùa, đây là cầu Thế Húc, và ông đã mua vé cho mình vào xem cái cầu đó. Và thứ ba là lấy xe đạp ông chở sang bên kia cái cầu Long Biên, để cái cầu Polymer ngày xưa. Nhưng mà ngoài ra ông còn thưởng thêm cho hai món quà nữa, đó là ông bố ông đã cho ăn bánh tôm Hồ Tây, và con đã biết thêm thế nào là cái phà, bởi vì từ Thái Bình sang Nam Định phải đi qua cái phà. Hơn nữa là đã nhìn thấy núi, bởi vì qua Nam Định của các Phủ Lý đã nhìn thấy núi. Tức là vượt trên kế hoạch. Nhưng mà không hiểu là người ta do con học quá khủng khiếp hay là người ta chấm nhầm. Chắc là chấm nhầm. Chấm nhầm thành ra là vào chuyên ngữ họ lấy 7 điểm. Thế và toán văn hai môn 7 điểm thì con lại được 10 điểm rưỡi. Thế thì nhớ đến lời con rất là xúc động, bởi vì khi mà nhận được cái giấy báo đỗ thì ông bố con bố mẹ không tin, làm gì có chuyện mày đỗ đâu, nó khó như thế, chuyên của Hải Phòng, của Nam Định, của Thanh Hóa, của Nghệ An, của cả nước nó về thi thì con làm sao, nhà quê làm sao đỗ được. Nhưng mà báo cho quý vị một tin buồn nữa là đấy là đỗ vòng 1 thôi, vòng 2 lại thi năng khiếu ngoại ngữ, thì họ lại gọi tiếp một cái giấy lên Hà Nội đi thi năng khiếu ngoại ngữ. Thì từ bé giờ con chưa biết ngoại ngữ là gì cả. Thế thì vào hội đồng cũng có ba cái thầy giáo ngồi lên cứ xì xà xì xồ, họ cứ nói gì mình không biết nhưng họ bảo bắt trước. Thì sau này mình mới biết đấy là ba ông thầy, một ông tiếng Pháp, một ông tiếng Nga, một ông tiếng Trung. Ông cho mình bắt trước xem mình có năng khiếu tiếng nào để chọn, có năng khiếu hay không đã, còn nếu có năng khiếu thì năng khiếu là thứ tiếng nào để chọn vào cái đó. Nhưng mà không hiểu người ta lại chấm nhầm hay là họ thương cái thằng nhà quê, họ cho đỗ vòng 2 và vào thẳng trường chuyên ngữ để học chuyên tiếng Pháp, trường Sư phạm Ngữ Đại của người Hà Nội.
Đấy là mới bắt đầu cái bước đời của khó khăn. Nhưng vào đến chuyên ngữ là con học dốt nhất lớp, hai môn dưới điểm trung bình xít buổi đại học. Môn hóa là 4,9 và môn ngoại ngữ là tiếng Pháp là 4,1 là suýt bị đuổi học. Nhưng mà phúc đức là lại chưa bị đuổi ngay. Nó chỉ học kỳ 1 là học lực kém thôi. Nhưng mà con mới thức đêm. Thưa với quý vị là ban đêm nhà trường cấm học sau 11 giờ đêm. Nhưng mà con lấy cái quyển sách ấy, là phải banh nó ra như thế này và để cái đèn dầu ở đây để nó hắt vào cái quyển sách vừa cho mình đọc thôi. Bởi vì lúc bây giờ có cái thầy, cái đội trưởng đội kiểm tra, mà nếu phát hiện học sau 11 giờ đêm sẽ bị kỷ luật. Ngày nào cũng vậy, vào buổi sáng, thưa quý vị, là mùa đông ở Hà Nội rất lạnh, nhưng mà ngày nào cũng phải ngủ dậy từ 5 giờ sáng, quần áo không có, chỉ có một bộ duy nhất, hai cái đầu gối nó tích kê, nó cứ dán chằng đục các lớp này, đầu gối với lại cái mông này. Thế và buổi sáng cởi trần, chạy một vòng quanh sân vận động, về tắm nước lạnh và ngồi học từ 5 giờ sáng đến 7 giờ, sau đó là có đài Hà Nội ở phát và học đến 7 giờ sáng để vào lớp. Nhưng mà nhờ cái nỗ lực không mệt mỏi, bởi vì trước mặt con là một bức tường bằng đá dày 5 mét. Cách thứ nhất là gục xuống đây mà chết vì đuổi học. Cách thứ hai là đục thủng bức tường bằng đá chui sang bên kia. Thì đường duy nhất là phải học. Mà nếu mà mình không học thì mình chết và họ hàng anh em thì mình cũng chết. Còn nếu mình chui thoát ra bên kia thì mình sống và họ hàng mình sống. Và rất may mắn là kỳ 2, một cái tin vô cùng lớn để nghĩ quý vị chúc mừng cho con là kỳ 2 con đã được học sinh trung bình, không bị đuổi học. Thế và quyết tâm tiếp học như vậy thì đến lớp 9 thì được học lực khá, tức là trên 6,5, và đến lớp 10 tới lớp 12 bây giờ thì đạt học lực giỏi. Thế và tiếp tục là thi đại học đi nước ngoài. Cái thời chúng con là thi 3 môn đại học ấy, thì nếu mà được 14 điểm thì học đại học trong nước, các đại học bách khoa, kinh tế quốc dân rồi thương mại vân vân, mà 21 điểm trở lên thì được đi nước ngoài. Thì cũng không hiểu người ta chấm nhầm hay là mình học giỏi thật. Lại một lần nữa cái vận may mỉm cười đến con, mà không những được 21 điểm mà được 24 điểm rưỡi, thẳng đường lên máy bay, bay sang Liên Xô. Có thể nói rằng là từ một anh hai lúa bước lên thành phố rồi biết bao nhiêu cái khó khăn như vậy, và như thầy nói là phải quyết tâm đập nát cái bức tường nghèo khó, phải chọc thẳng bức tường ngoài nghèo khó thì mới có thể thoát ra được. Chỉ có hai con đường là chết hoặc là tiến lên. Như vậy thì với cái nỗ lực không ngừng đó, học tập quên cả bản thân mình và quên cả khó khăn gian khổ để rồi con đường trước mắt sáng lạng là mở ra và bay đến Liên Xô. Vậy thì khi một người nông dân từ Thái Bình bước lên thành thị, đó là cả một cái khoảng thời gian rất là khó khăn với bao nhiêu sự mới mẻ và lạ lẫm. Vậy thì khi mà đến với xứ người ở một đất nước xa xôi như vậy, cách biệt về ngôn ngữ cũng như là văn hóa, thì Phật tử đã sống như thế nào? A Di Đà Phật. Con bạch sư phụ, kính bạch quý thầy và kính thưa quý Phật tử. Thì cũng có thật, con nói thật là cái lúc bây giờ lại nhớ lại kỷ niệm cũng lại buồn nữa. Vì người ta ở Hà Nội ấy, thì học thành phố lớn lại đi ngoài, người ta mang quần bò, áo phông rồi sang đi bán để lấy tiền tiêu. Nhưng mà nhà con là nông dân thì lấy tiền đâu mà đi. Thì đi nước ngoài với hai tay trắng, vali tay trắng, và sang đấy chỉ để học thôi. Chỉ học, bởi vì không có cái gì, đi theo bố mẹ làm gì có tiền đâu để mua cái gì cho mình sang bên đó để kiếm sống. Và cái việc đầu tiên khi nhận học bổng 80 rúp ở bên đó, đó là mua ngay một cái đồng hồ 29 rúp. Bởi vì ông bố con ở nhà, mẹ con ở nhà, họ hàng nhà mình chưa ai có một cái đồng hồ, kể cả đồng hồ đời bạn. Thì đồng hồ đeo tay lúc bây giờ thì đồng hồ Patek thì lúc bây giờ vô cùng hiếm, từ những năm 82, 83 là hiếm lắm, nhất là ngoài Bắc. Và con đã vô cùng tự hào, lĩnh học bổng mua ngay một đồng hồ và viết thư ngay về cho bố mẹ và gia đình là thưa bố mẹ, con chính thức báo tin cho bố mẹ, con chính thức đã có cái đồng hồ. Nhưng mà cái may mắn nó mỉm cười tiếp theo nữa là khi mà con đang đi ở Moscow, tức là mình là một thằng nhà quê, thì đang đi thì có một anh ấy hỏi, em là người Việt Nam à? Thì mà dạ bảo đúng rồi, em người Việt Nam. Bảo em ở đâu? Bảo em học ở trường nào? Em bảo em học ở tổng hợp Moscow Lomonosov, phố Svetlanka, nhà số 19 và tòa nhà 1, phòng 1102. Anh hỏi, thế mày quê đâu? Em quê Thái Bình. Em bảo, ôi thưa chết, tao cũng Thái Bình. Thế anh nhận đúng hương. Anh bảo, thế tóm lại này nhá, anh nói cho một tin cực kỳ đặc biệt. Tức là hai cái tòa nhà em ở là rất nhiều người nước ngoài, bọn Mỹ, bọn Anh, bọn Pháp, bọn Úc, bọn các nước rất nhiều, các nước phương Tây, da đen da đỏ rất nhiều, và đấy bọn nó mang đô la rồi nó tiêu. Thế thì anh đưa cho chú tiền rúp và chú đi lẳng lặng, chú mua đô của bọn nó cho anh. Thế thì anh đưa rúp cho chú và chú cứ mua 3 rúp thì lấy 1 đô, còn anh mua lại cho chú là 3 rúp 3, chú lãi 10%, và đây bọc tiền để chú cầm về chú vẫn mua. Thế và con cứ lẳng lặng
im lìm như vậy kiếm tiền. Và học rất giỏi, học rất giỏi nhá. Đây con cũng bạch với thật với thầy, với hai thầy, với các quý vị là học ở Liên Xô ngày xưa nó có cái bằng gọi là bằng đỏ đúng không ạ? Bằng đỏ thế nào gọi là bằng đỏ? Bằng đỏ là 3/4 tất cả các môn thi giống như Việt Nam được điểm 10. Còn 1/4 được điểm 9. Cộng với 4 môn thi tốt nghiệp được điểm 10 nữa thì gọi là bằng đỏ. Nhưng mà con phải bạch với thầy thật hôm nay, cái này con chưa nói với ai cả. Con chưa nói với ai cả. Nhưng hôm nay con phải công bố thật vì nói ra người ta lại bảo mình khoe. 5 năm học đại học con không bị một điểm 9 nào cả. Tất cả các môn trong năm đại học được điểm 10 hết. Đấy là về học, nhưng mà về kiếm tiền thì lại có khi thành sư phụ. Theo cái nghĩa đó, bởi vì đã đến hết năm dự bị học tiếng Nga, chưa bắt đầu bằng thứ nhất đại học đó, đã có hơn 2.000 rúp. Mà 2.000 rúp lúc bây giờ nó to lắm, một cái bàn là chỉ có 7 rúp, một cái dây may so chỉ có 25 xu, một cốc nước chỉ có 1 xu. Và đã ngay năm dự bị đã trở thành một trong những người Việt Nam giàu nhất lúc bây giờ tại Moscow. Trước khi bước vào đại học thì thầy có một cái số tiền lớn như vậy. Vậy thì với bản thân là một người rất là nghèo khó, thì thầy dùng cái số tiền đó để làm gì ạ? Con cũng thưa với quý vị là bởi vì con đã xác định tưởng mình đục xong rồi, sang bên kia rồi. Tức là mình thoát được cái nghèo đói rồi. Chắc chắn là không lo nghèo đói vì mình bây giờ bắt đầu có tiền rồi. Và mình học được ở Liên Xô về thì chắc chắn có việc làm, không có sợ gì cả. Mà mình học giỏi là chắc chắn, mình đã học giỏi là mình đã vượt được cái khó, vượt được cái gọi là nó hỏng kiến thức ban đầu ấy. Bởi kiến thức mình vững nên mình không sợ. Thế là mình có vốn ban đầu rồi. Bây giờ mình còn giàu hơn tất cả các bạn khác thì đâu có sợ. Thế bắt đầu có hai việc bây giờ cần phải làm. Hàng tháng cứ lĩnh học bổng. Việc đầu tiên là đi mua sách. Và những cuốn sách đã làm thay đổi cuộc đời con từ năm dự bị. Việc thứ hai là mua đĩa hát. Cái thứ ba là đầu tư ngay 140 rúp để mua cái máy ảnh. Và hàng ngày vác mảnh để chụp. Và điểm nữa là tự trực tiếp mua tiếng Anh, nó gọi tiếng Nga, nó gọi là Fixat và Privigen, là cái thuốc để cho nó ảnh nó tự nó hiện lên. Và sau đó mình tự tráng ảnh, tự rửa ảnh và tự in ảnh. Và dẫn mọi người đi chụp ảnh, tự in ảnh và làm ảnh miễn phí phát cho mọi người lúc bây giờ. Tức là từ nhỏ lúc bây giờ mình đã biết là mình tạo công đức. Mọi người không có máy ảnh mà mình có tiền thì mình, tại sao mà nếu mình cho mọi người tiền thì con thua, thì bằng cách là mình dùng máy ảnh, mình dẫn mọi người đi chơi, mình chụp ảnh, mình tặng mừng ảnh thì mọi người nhớ mình cả đời. Tức là mình đã nghĩ ra những cái cách để mình giúp mọi người không phải bằng tiền. Bởi cho tiền thì mọi người còn giàu hơn mình. Và có thể biết đâu là mọi người nghĩ là mình là tinh tướng, mình là nhà quê mà sao lại khoe tiền. Thì tốt nhất là cho người ta những cái, cho người ta mượn sách này, cho người ta những bức ảnh mà mình chụp thấy đẹp này, thế và cho người ta cái sự yêu thương. Và tất nhiên là cái tiền mà có được hơn ngay lúc đó con đã đầu tư vào việc kinh doanh tiếp. Mọi người Việt Nam mà mang quần bò, áo phông, giày dép mình lại mua, có bao nhiêu tôi mua hết, xong mình bán cho các tỉnh khác, nó lên Moscow, coi như bây giờ trở thành là bán buôn, mua lẻ bán buôn. Thế và bắt đầu cứ thế để đồng tiền nó đẻ ra tiền và tiếp tục để làm giàu thôi. Vừa đi học, vừa đi làm, kinh doanh trên mọi hình thức để mà làm sao có được số tiền trang trải cho cuộc sống cũng như là giúp đỡ gia đình. Vậy thì có lúc nào đó trong cái việc mà kinh doanh của Phật tử ở nước Nga thì gặp cái khó khăn gì? Hay là từ cái số tiền đó nó sẽ nhân lên mãi mãi? Cái kỷ niệm mà con nhớ nhất đó là lần đầu tiên có 100.000 đô. Lúc bây giờ khoảng độ 20 mấy tuổi. 20 mấy tuổi có 100.000 đô. 100.000 đô thì con để nguyên mỗi một cái tập 100 tờ 100 đô thì là 10.000. Mà 10 tập thì nó dày bằng chừng này là 100.000. Nó nguyên một cái bọc ni lông thì cả một đêm con ôm một cái bọc đó, một đêm không ngủ tí nào cả. Bởi vì mình không tin mình có được 100.000 đô, 100.000 đô nó nhiều lắm. Một cậu trẻ con hai mấy tuổi có 100.000 đô thì cả một đêm đó là con ôm nguyên cái cục 100.000 đô đó, không ngủ, nửa đêm tỉnh dậy xem nó có đúng là 100.000 thật không hay là giấy lộn. Và con đêm con ngủ dậy, thậm chí con phải cấu vào tay mình này, xem đây là mơ hay thật. Thế và sau đi xác định đây là thật chứ không phải là mơ. Bởi vì tại sao sau đó cái tiền đó con được giữ bằng 100.000 đô tiền mặt nữa không ạ? Không, bắt đầu đưa vào quay vòng để kinh doanh, để kiếm tiền. Vì tiền nó đẻ ra tiền. Thì đấy là cái câu chuyện là không bao giờ quên. Và sau này đến lúc có 1.000.000 đô mình cũng không sướng bằng lúc có 100.000 đô. Bởi 100.000 đô lúc bây giờ nó quá lớn đối với một đứa trẻ con. Nhưng mà có một chi tiết là trước đó thì có một thời điểm con có 10, lúc về tiền đô là có 14.000 đô và mất 17.000 đô, tức là mình âm 3.000 đô. Thế và lúc bây giờ một cái sự chán nản, một cách khủng khiếp, chán nản lắm, bởi vì không biết biết bao giờ. Lúc bây giờ, cái lúc trẻ con, thời sinh viên mà có 10, trẻ con mà có được 14.000 đô thì chắc bây giờ con nghĩ phải bằng khoảng độ 14.000.000 đô của quý vị bây giờ. Vì nó to lắm,
nhưng nó mất hết đi và trắng tay, không những trắng tay mà về con số âm. Nhưng mà lúc bây giờ mình lại nghĩ là à, ở quê bố mẹ mình ở Thái Bình đang có cái nhà rách nước. Thứ hai là tương lai của mình sẽ là như thế nào. Và thứ ba là đằng sau mình là con tàu kéo theo đằng sau 5 cái rơ móc. Thầy có biết 5 cái rơ móc đấy là gì không ạ? 5 đứa em. 5 cái rơ móc là 5 đứa em. Mình mà chết 5 cái rơ móc cũng chết ngay. Mình mà kéo cái 5 cái toa đằng sau mà lên trời thì chúng nó lên trời. Mà mình kéo nó xuống biển thì cả lũ xuống biển hết. Thế là một con đường duy nhất lại học, lại kiếm tiền, lại học, lại kiếm tiền. Với một cái khát vọng đơn giản đó là vượt nghèo và vượt lên số phận. Cũng như Phật tử nói rằng là đã đến lúc có những lúc tưởng chừng như là tuyệt vọng và nghĩ đến những cái chuyện không hay cho lắm. Vậy thì trong cái thời gian đó sinh sống ở nước ngoài, tức là nước Nga, thì Phật tử vừa kinh doanh vừa học tập cũng như kiếm tiền, thì những cái lúc mà mình buồn chán, những cái lúc mà mình đau khổ nhất, thì lúc đó thì Phật tử nghĩ đến điều gì nhiều nhất ạ? Cuộc đời của con lúc bây giờ nó không có một con đường nào khác. Đó là dù có buồn, có chán, có đau khổ, có thiếu thốn, có nghèo đói, có thế nào cho nữa, một con đường duy nhất phía trước mặt, học, 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 kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, không có một cách nào khác. Quả thực là một cái ý chí rất là mạnh mẽ mà tất cả quý vị chúng ta ngồi đây cũng phải học hỏi. Vậy thì sau khi học tập xong thì có những cái thành quả về học tập cũng như là về có những một cái số vốn nhất định, thì Phật tử có quyết định trở về nước hay không? Nếu như khi đó trở về nước thì Phật tử đã làm những cái công việc như thế nào nhỉ? Con về Việt Nam năm 1995. Nhớ nhất là cái bữa đó, cái cuộc đời thưa với quý vị là nó có rất nhiều cơ hội cho với chúng ta. Với bất cứ một ai ngồi ở đây, con xin hứa là trong cuộc đời quý vị nó cũng có hàng triệu cơ hội. Nhưng mà con hay nói một câu khi mà đi giảng và quản trị kinh doanh, con nói là phần lớn các cơ hội trôi qua mà chúng ta không biết. Phần lớn các cơ hội trôi qua mà chúng ta không sử dụng lấy cơ hội này. Và đối với đời con thì đúng lắm. Và hôm nay con cũng chỉ muốn chia sẻ cho quý vị hãy kể cho họ hàng, con cháu, bạn bè là hãy dùng mọi cơ hội có thể, và nó nhiều lắm nhưng mình không để ý. Thế thì khi con về Việt Nam, rất đơn giản là có một bạn tên là bạn Nghĩa, cùng lớp cấp 3, bạn học làm ở Vietcombank. Làm ngân hàng Vietcombank, bạn chuẩn bị đi Pháp để học kiểm toán. Thế thì bạn ấy mời cả lớp đi ăn trưa để tiễn bạn đi Pháp. Thế thì con mới bên Nga về. Thì ăn trưa bình thường, ăn xong thì có một người bạn khác bảo thế. Này, mày có đúng là thằng Hùng Đen đúng không? Rồi, mày có muốn đi làm không? Thế muốn đi làm cái gì? Không, mình chỉ muốn đi chơi 2 tháng đã. Còn đi làm tính sao? Phải đi chơi hết Việt Nam cho nó sướng rồi bắt đầu đi làm sao? Bảo ok, thế thì buổi trưa này không sao cả, về cơ quan tới chơi. Thế thì bạn đã dẫn về cơ quan, bạn chỉ ngay đọc ở trên là Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT. Thứ nhất là Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường là một cái bộ quá tuyệt vời, là khoa học, là còn công nghệ, là còn môi trường, thì lĩnh vực đỉnh của đất nước này. Đúng cái mình là dân khoa học. Cái thứ hai là công ty lại còn phát triển, lại còn đầu tư, lại còn công nghệ nữa thì tuyệt vời. Tuy nhiên mình thấy hay quá, thế mới hỏi là này, thế ông sếp đây là ông nào? Bảo anh Trương Gia Bình. Và anh hỏi là thế có đi làm không? Bảo ok, thế đi làm. Thế bảo sáng mai đi làm. Mà còn là người đặc biệt, đi làm ở FPT là không có tuyển dụng, không có nộp hồ sơ, mà mấy tháng sau mới bổ sung hồ sơ vào. Thế và sau đó cái cuộc đời nó dẫn dắt là con đã làm việc ở FPT 12 năm. Và cái chức vụ lúc đó tại FPT con là phó giám đốc của Trung tâm Đề án Chuyển giao Công nghệ. Kính thưa quý vị, như vậy là từ nước Nga sau bao nhiêu ngày học tập và trở về Việt Nam, cuộc đời là rất là may mắn đối với Phật tử, đó là được vào ngay tập đoàn FPT để làm việc. Thì kính thưa quý vị, hiện nay thì tập đoàn FPT được coi như là một trong những cái công ty lớn nhất của Việt Nam, với số lượng thành viên là lên đến hơn 12.000 thành viên. Như vậy chứng tỏ đây là một công ty rất là lớn. Và như vừa nãy thì Phật tử của chúng ta có chia sẻ rằng là Phật tử đã đảm nhiệm cái chức vụ đó là phó giám đốc. Vậy thì trong cái thời gian đó làm phó giám đốc của tập đoàn FPT, có thể nói rằng đây là một cái cương vị mà không phải người nào cũng đạt được. Người ta thường nói rằng là thuyền to thì sóng lớn, đúng không ạ? Vậy thì lúc đó thì Phật tử có gặp một con sóng nào lớn như người ta hay nói không ạ? Con cũng bạch thật với lệ sư phụ, với quý thầy, với các quý Phật tử là khi con vào FPT thì FPT có khoảng độ hơn 30 nhân viên. Nhưng lúc con nghỉ FPT thì đã trên 10 ngàn.
Và lúc vào FPT thì bé xíu, hầu như không có tài sản. Mà lúc con nghỉ FPT thì doanh thu FPT đã là 1 tỷ đô. 1 tỷ đô quý vị nghe có vẻ ít, nhưng mà nước Việt Nam, cả 90 triệu dân Việt Nam một năm làm được ấy, đối với khoảng 100 tỷ. Trên 100 tỷ một tí thì FPT đã khoảng 1 tỷ. Tức phải nói là rất lớn đấy ạ. Chứ nghe có vẻ nhỏ nhưng mà rất lớn, mà 1% GDP của cả nước mình. Tất nhiên là trong quá trình làm việc ngay ở FPT thì cũng có những cái thành công cũng rất nhiều. Nhưng mà thầy hỏi như thế thì con kể về một kỷ niệm buồn. Một kỷ niệm buồn ở FPT. Buồn thì cũng phải là buồn mà là một bài học. Con có tham gia một cái dự án gọi là FPT Telemedicine and International Hospital. Là dự án của con triển khai, đó là dự án khám chữa bệnh từ xa và bệnh viện quốc tế FPT. Chúng con là những cái nhóm người đầu tiên mà nghĩ đến chuyện khám chữa bệnh từ xa. Bởi vì khi con nhớ là con ở bên Úc ấy, và ở bên Mỹ rồi ở Pháp, thì ở các nước cái dịch vụ y tế của họ rất tốt. Và nó có hai cái khâu rất tốt. Nó gọi là before treatment và after treatment. Tức là trước khi, phòng ngừa trước khi bị bệnh. Còn người Việt Nam chúng ta là có một cái điểm giỏi là cứ bị bệnh sắp chết rồi mà đưa vào bệnh viện. Cứ y như vào viện là coi như cấp cứu hết rồi. Còn ở bên Tây ấy, thì nó phòng ngừa rất là tốt để người ta không bị bệnh. Cái thứ hai, khâu thứ hai rất quan trọng là khi bị bệnh người ta chữa xong thì người ta chăm sóc để không tái lại. Còn ở Việt Nam chữa bệnh xong về xong lại cứ đầu vào đấy xong mai lại vào viện tiếp. Cái người dân Việt Nam chúng ta không để ý đến cái khâu là chăm sóc phòng ngừa trước khi bị bệnh. Và khâu thứ hai nữa là sau khi chữa khỏi bệnh rồi thì làm sao để nó không bị tái bệnh lại. Thì người Việt Nam mình có đảm bảo 90 triệu dân thì chắc là có khi phần nửa là không quan tâm đến phòng ngừa bệnh và không quan tâm đến cái khâu mà sau khi bệnh xong chữa khỏi rồi. Nhưng mà ở nước ngoài cái khâu đấy họ rất tốt, vì con học ở nước ngoài và con muốn học cái đó. Và lúc giờ con chỉ muốn tuyển những cái y tá ví dụ như của Philippines. Bởi vì thầy để ý cho con là cái y tá của các nước ấy, là khi một bệnh nhân ngồi như thầy ấy, là họ quỳ xuống dưới để họ tiêm. Còn ở Việt Nam con chưa thấy một y tá nào quỳ để tiêm. Thế thì con muốn mang cái mô hình đó ở bên nước ngoài vào Việt Nam. Và sau đó thì đã trình một cái dự án lên Bộ Y tế. Và Bộ Y tế là cấp phép chúng con là cơ quan đầu tiên của Việt Nam là có được phép khám chữa bệnh từ xa. Chúng con bỏ rất nhiều tiền nhập thiết bị ở Israel về để khám chữa bệnh từ xa. Được giấy phép có thiết bị nhưng mà đã thất bại. Thất bại bởi vì không có khách hàng. Chúng con mời được các giáo sư đầu ngành robotics tại Việt Nam làm việc cùng với chúng con, phối hợp chúng con. Nhưng mà không có khách hàng, không có bệnh nhân. Vì mọi người không tin. Cái thiết bị thử máu từ xa, thiết bị đo điện tim một đạo trình và 12 đạo trình đưa cho quý vị dùng từ xa, truyền tín hiệu trung tâm, nhưng mà người ta không tin người tiêu dùng. Nhưng mà đấy là một cái bài học đắt giá sau này làm quản trị kinh doanh và kiếm tiền, đó là làm bất cứ cái gì mà đi trước thời đại cũng chết. Còn bây giờ mà lập ra chắc chắn lại thành công. Thì đấy con chia sẻ với thầy một cái kỷ niệm, là một cái bài học mà nhắc nhở cho con cũng như quý vị làm cái gì cũng phải đúng thời. Và những cái đúng thời mà ví dụ như là Thượng tọa Thích Chân Tính đã mở ra các khóa tu bây giờ là quá đúng thời. Chứ còn trước đấy mà khoảng 1-2 chục năm cũng ghi chứ chắc thầy đã thành công, đúng không thầy? Trong giới kinh doanh thì người ta hay nói một câu rằng là thuyền to thì sóng lớn, và nếu sóng lớn thì ta hãy sắm thuyền to hơn nữa để vượt sóng. Tuy nhiên khi mà chúng ta vượt biển đến đại dương thì chắc chắn là bão bùng và giông tố sẽ kéo đến. Như vậy thì liệu rằng đến bao giờ chúng ta mới sắm được một con thuyền mà thoát khỏi được cái đại dương với bão bùng như vậy ạ? Càng đi ra với thế giới thì mới càng biết là Việt Nam của chúng ta quá nhỏ. Và lắm lúc con cứ nằm, con nhìn lên bầu trời. Và trên bầu trời nó có hàng tỷ 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 ngôi sao. Tức là cái vũ trụ nó vô cùng mênh mông. Thế mà chưa nói đến vũ trụ, mà ta nói đến cái quả đất này thôi. Thì như FPT thì ở Việt Nam là lớn, doanh thu 1 tỷ đô. Bây giờ là hơn 1 tỷ, 10.000 nhân viên. Nhưng mà có một cái anh bạn con là anh Steve Gandhi, anh chơi với con. Thì anh là phó chủ tịch tập đoàn Metso. Doanh thu của anh một năm là 33 tỷ đô. Anh phải lái một con thuyền lớn hơn rất nhiều, gấp 33 con thuyền FPT. Và con thuyền đó linh đinh trên biển. Và con cũng bạch với thầy rất là thành tâm. Thuyền mà lớn thì ra ngoài đại dương sóng nó cũng lớn. Nhưng mà thuyền lớn chưa chắc đã chống lại được với sóng lớn. Mà cái tài của anh thuyền trưởng. Mà anh thuyền trưởng ở đây lại phải có tài và phải có đức. Phải có kinh nghiệm. Phải có quyết tâm. Phải có bản lĩnh. Và có rất nhiều yếu tố khác nữa thì mới lái được con tàu này vượt đại dương. Việc mà chúng ta vượt qua biết bao nhiêu bão bùng giông tố,
Vậy thì cái đất đến vợ theo Phật tự thì người ta lèo lái con thuyền đó đi đến đâu? Và cái mục đích mà người ta tìm kiếm là cái gì? Bản thân con nghĩ là mỗi con người chúng ta đang lái một con tàu. Cơ thể chúng ta, thưa với thầy và thưa quý vị, trong bộ não của chúng mình là có 15 tỷ tế bào. 15 tỷ tế bào, tức là mỗi chúng ta là một thuyền trưởng lãnh đạo 15 tỷ quân trong bộ não này. Thế tại sao mình không giỏi đâu? Mình lắm 15 tỷ tế bào nó kết nối lại. Thì cái chuyện mình quá thông minh, không phải là thông minh nữa. Mình quá 15 tỷ tế bào. Còn cơ thể chúng ta có 70.000 tỷ tế bào. Con xin nhắc lại là 70.000 tỷ tế bào. Tức là mỗi chúng ta đang lãnh đạo một đội quân 70.000 tỷ. Thế giới bây giờ mới có khoảng độ 6-7 tỷ người. Tức là mình là một cái thuyền trưởng khủng khiếp. Mà nếu mình mà không lái được cái con tàu chứa 70.000 tỷ quân này mà đi về đích, thì chúng ta có thể lái được con tàu này đi về địa ngục. Thế nên quý vị phải hết sức trách nhiệm với cái tính mạng của mình. Con nghĩ là thôi thì ở FPT thì có đến 10-15.000 nhân viên, nhưng mà con phải lãnh đạo một cái đội quân của con là 70.000 tỷ quân đây này. Thì con mới quyết định là thôi, dừng FPT lại, lãnh đạo cái con tàu này cái đã. Con tàu này còn quan trọng hơn con tàu FPT. Bởi vì mình mải lái con tàu FPT quá, có thể họ lại đẩy mình lên tổng giám đốc, là mình để có khi đẩy lên bộ trưởng, thì mình mải cuốn theo cái việc đấy thì mình chết. Còn con tàu này thì ai lái? Có khuấy ma quỷ nó nhập vào, nó lái lúc nào không biết, thì tôi cuối cùng là thôi, là toi. Thành là con đã quyết định dừng lại và tập trung để lái con tàu này. Con tàu kia là con tàu FPT, còn con tàu này tên là con tàu Nguyễn Mạnh Hùng. Con cảm ơn quý vị. Theo Tâm Nguyên được biết thì khi mà Phật tử quyết tâm từ bỏ cương vị đó là phó giám đốc của tập đoàn FPT thì cũng có rất là nhiều lời ra tiếng vào, và người ta dùng cái câu đó là ông Hùng khùng hoặc là Hùng bị điên, tức là tại vì đối với một cái người bình thường thì không ai mà từ bỏ như vậy. Vậy thì cái quyết định từ bỏ của Phật tử như vậy thì những ngày sau này có khi nào Phật tử cảm thấy hối tiếc hay không? Con cũng bạch thật với lại quý thầy và bạch thật với quý Phật tử là cái quyết định bỏ việc của FPT là vô cùng khó khăn. Hỏi 100 người thì 200 người nói là đừng bỏ. Bởi vì xin việc về đấy còn khó. Mà đang lãnh đạo có chức vụ đấy thì tại sao lại bỏ việc? Thì đấy là cái câu chuyện thực ra như thế. Còn nói chuyện với bố mẹ và gia đình thì mọi người phản đối. Còn mọi người thì đúng như thầy nói, mọi người bảo cái thằng này thằng khùng. Không quá gì, nó đang chỗ mà bổng lộc nhiều, tức là lương lậu thì cao, thế rồi cổ phiếu đủ mấy thứ thì lại nghỉ. Thế lập ra công ty sách. Mà con bạch với thật thầy là cái nghề làm sách thì sau này phát hiện, và càng rõ là nghề xuất bản sách, kinh sách này, là nghề đổi tiền chẵn ra lấy tiền lẻ, bỏ bạc tỷ để thu từng các một. Một cuốn sách là vài ngàn, vài chục ngàn. Còn đầu tư vào công ty hàng chục tỷ rồi nhiều tiền nữa. Mà bán cuốn sách được vài đồng bạc. Nhưng mà cũng rất may mắn cho con là khi con ở bên Mỹ ấy, thì con đọc được một cái, không nhớ là một cái bài báo hay đâu bằng tiếng Anh ấy, nó liệt kê là 10 cái nghề mà phước đức nhất trên thế giới này. Cái nghề phước đức lớn nhất là những người xuất gia, làm nhà sư, làm linh mục, làm cha, làm những cái người mà không có vợ có con ấy, mà đi vào làm nhà sư, làm cha, làm linh mục, thì họ xếp đấy là một cái nghề, và đấy là nghề phước đức nhất. Có cái nghề thứ hai họ xếp phước đức thứ nhì, đó là những người đi giảng đạo, tức là dạy một người sống tốt, dạy một người yêu thương, dạy một người yêu quý nhau, dạy một người sống thiện, thì cái nghề đấy là nghề phước đức số 2. Còn nghề phước đức số 3 là nghề xuất bản kinh sách. Và thôi thì thứ nhất thứ hai mà không làm được thì mình cũng đứng vào thứ ba vậy. Thì chính như vậy mà con thấy là con, nếu mà cho con chọn lại từ đầu thì con vẫn chọn nghề xuất bản kinh sách. Và nếu cho con lại từ đầu thì con có lẽ là con nghỉ FPT trước đó ít nhất một năm nữa, để mình đã có thêm một năm nữa để xuất bản sách rồi. Bởi vì thế, và con cũng phải nói thật với thầy và thưa quý vị, con là sau đó là lập được công ty sách Thái Hà. Thế thì ngay nếu như tối hôm nay phải đóng cửa công ty sách Thái Hà ngay bây giờ thì con đã tự hào rồi. Hàng ngàn, hàng vạn cuốn kinh, cuốn sách đã được in phát khắp đất nước Việt Nam. Và những cuốn sách, cuốn kinh này đã len lỏi đến từng gia đình rồi. Và biết bao nhiêu người đã đọc nó. Ví dụ như là thành tâm để thành công. Ví dụ, con đơn giản là tại sao lại thành công để thành công? Hay đây, nãy có để lên những cái cuốn đơn giản. Và chúng ta nhìn thấy nên là tu trong công việc. Tu ở đâu? Tu trong công việc. Chứ đừng có nghĩ là tu là vào đây mà tu.
Hôm qua thầy có dặn đấy là quý vị ở đây tu, như về nhà cũng phải tu, nữa là tu trong công việc. Hay cái cuốn nữa là cuốn giao tiếp bằng trái tim. Chúng ta giao tiếp bằng lời nói vứt, chúng ta giao tiếp bằng tay vứt, chúng ta giao tiếp bằng ánh mắt cử chỉ vứt hết xuống sông xuống biển, vô nghĩa. Giao tiếp phải bằng trái tim. Thì những cuốn sách nó hay quá như thế này thì con nghĩ là mô Phật. Từ bỏ một cái cương vị mà rất nhiều người mơ ước, thì để làm một cái công việc như Phật tử Thiền Đức đã nói rằng là lấy bạc tỷ để mà đổi bạc cắt. Vậy thì cái giá trị của việc làm này đã giúp cho Phật tử Thiền Đức được những điều gì? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng xem một đoạn phim sau. Ông xuất hiện hầu hết trên các kênh truyền hình lớn trong cả nước, như chương trình Chào Ngày Mới, Gõ Cửa Ngày Mới, Mỗi Tuần Một Chuyện, Đối Thoại Với Lê Hoàng, Đường Đến Thành Công, Sự Kiện Và Bình Luận. Ngoài ra, ông còn là chuyên gia trong nhiều chuyên mục như Tư Vấn Việc Làm, Khởi Nghiệp. Ông cũng là tác giả nhiều quyển sách, điển hình như Bài Học Từ Người Quét Rác, Tâm Từ Tâm. Ông còn là cộng tác viên của nhiều tờ báo lớn, đặc biệt là các báo Phật giáo như Văn Hóa Phật Giáo, Giác Ngộ. Ông được hàng ngàn người gọi là thầy bởi có trên 10 năm chuyên giảng dạy về quản trị kinh doanh, lãnh đạo cho các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, cũng như các chương trình của các trường đại học và trung tâm đào tạo. Ở mỗi lĩnh vực, mọi người lại biết đến ông ở những vai trò khác nhau. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Xuất bản Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Bảo vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam, Ủy viên Ban Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Sách Thái Hà. Tuy nhiên, ông được nhiều người biết đến nhất với vai trò là người tuyên truyền về văn hóa đọc. Chính vì vậy, ông được mệnh danh là Tiến sĩ Văn hóa đọc. Người ta gọi ông là Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Nhưng ông giải thích rằng TS không phải là viết tắt hai chữ tiến sĩ, mà là tu sinh, là thiền sinh. Rằng ông đang học thiền, hằng ngày tu tập theo con đường giác ngộ và giải thoát của Đức Phật. Người ta thường nói rằng bỏ đi thì có nghĩa là mất đi, có nghĩa là chúng ta sẽ không có một cái gì nữa cả. Nhưng mà qua cái đoạn vừa rồi thì quý vị có thể thấy rằng là Phật tử Thiền Đức Nguyễn Mạnh Hùng bỏ cương vị phó giám đốc FPT để rồi được nhiều hơn, được nhiều người biết đến hơn, được đảm đương nhiều cương vị hơn. Vậy thì một lần nữa Phật tử có thể chia sẻ rằng là cái quyết định từ bỏ và cái sự đạt được đó, cái bí quyết là nằm ở chỗ nào? Con thì đã lang thang đến hơn 40 nước trên thế giới rồi. Và số lượng chuyến đi nước ngoài chắc là khoảng trên 200 hay trên 300 chuyến đi. Khắp Á, Âu, Phi, Mỹ, Iraq, Iran, Jordani, rồi Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, tất cả mọi thứ đi hết. Nhưng mà hình như con chưa thấy ở đâu người ta xây tượng những người giàu có. Những người giàu có nhất trên thế giới cũng hình như ở chưa đâu người ta đắp tượng hoặc người ta tôn vinh một cách dài lâu. Nhưng mà người ta lại tôn vinh những người nghèo, thậm chí không có xu nào trong tay. Con đưa tôi ví dụ như là Thánh Gandhi. Thánh Gandhi đi một đôi dép lốp, cả đời ngài là cho đi, cả đời ngài là phụng sự, cả đời ngài là cống hiến, không đòi hỏi một cái gì cho riêng mình cả. Và con cũng nhận Thánh Gandhi là người thầy của mình. Để làm gì? Để mình tập cho đi. Từ năm 2003 đến nay, con đã có một cái nghề duy nhất, đó là cho đi. Cho đi cái gì? Cho đi kinh nghiệm mà con đã bôn ba suốt mấy chục năm nay. Và con đã đến với các trường đại học để nói chuyện với các sinh viên. Ngày hôm kia là nói chuyện với 600 sinh viên của trường đại học Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuần trước nói chuyện với cũng vài trăm sinh viên của Đại học Thương mại, Thành phố Hà Nội. Tức là mình cho các em cái kiến thức mà con đã có may mắn đúc kết mấy chục năm qua khắp thế giới. Cho các em cái kinh nghiệm, bởi vì giúp các em cắt ngắn bớt cái thời gian đi. Có những chương trình như là Super Investor Day, Super Stock Day,
ở tại Dinh Thống Nhất, rồi cái chương trình Một Con Giải cho các doanh nhân tại nhà thi đấu Nguyễn Du, quận 1, thì thu hút cũng hàng ngàn doanh nhân đến nghe. Thì đấy là một cách mình cho đi. Nhưng mà nếu như chúng ta cho đi tiền bạc thì không biết bao nhiêu cho nó đủ cả. Và con cũng phải bạch thật với quý thầy và các quý Phật tử ở đây, đặc biệt là con chia buồn với những Phật tử nào mà giàu có ngồi bên dưới. Tại sao? Vì nếu mà quý vị giàu có ấy, thì rất nguy cơ con cái dựa vào bố mẹ, và rất có nguy cơ con cái dùng tiền, vì con cái không tự kiếm ra tiền, nó dùng tiền bố mẹ, có thể nghiện hút, có thể chơi bời lêu lổng, và có thể không học hành nên người. Và con cũng cảm ơn bố mẹ con đã rất nghèo, bởi vì nếu bố mẹ con ngày xưa mà giàu thì cũng không có một Nguyễn Minh Hùng ngày hôm nay. Thế thành ra là con bao giờ con cũng nói một câu là: thưa bạch quý Phật tử, con nói là đời cho con quá nhiều mà con đã làm được gì cho đời đâu, thì bây giờ bằng phải trả ơn đời bằng cách là cho đi, cho đi kiến thức, cho đi kinh nghiệm, cho đi những cuốn sách. Và con chỉ nghĩ một cái rất đơn giản, đó là nước Nhật họ không có một tí tài nguyên thiên nhiên nào cả, toàn núi với đồi, mà nó giàu thứ nhất thứ nhì thế giới. Nhưng mà nước Nhật có một ông vua là Minh Trị, ông đã cho dịch tất cả những cuốn sách hay nhất thế giới ra tiếng Nhật, và nhờ những cuốn sách đó nước Nhật được ngày hôm nay. Và con tự nhận mình là học trò nhỏ của vua Minh Trị. Thì tại sao Nguyễn Mạnh Hùng không thành ông vua Minh Trị phẩy của Việt Nam? Ông kia là vua thật, còn ông Hùng tại không trở thành vua sách. Thế tại sao mình không dịch những cuốn sách hay nhất cho 90 triệu dân Việt Nam? Ít nhất mình không giàu nhất thế giới, mình cũng phải giàu hơn Nhật. Tại sao không? Kính thưa quý vị, phải nói là một cái mơ ước rất là lớn và một cái tâm rất là lớn của Phật tử Nguyễn Mạnh Hùng, và khiến cho tất cả chúng ta phải cảm động. Bây giờ rất là nhiều người không phân biệt được thế nào là giàu và giàu có. Giàu và giàu có nó khác nhau rất là nhiều. Có những người giàu thì chỉ giàu về tiền bạc nhưng không có về tình cảm, không có đạo đức, không có học thức. Cho nên nếu mà chúng ta thực sự giàu thì phải có nữa. Chẳng hạn như Phật tử Thiền Đức cũng là một tấm gương để cho chúng ta thấy không chỉ giàu về tài sản nhưng phải giàu về đạo đức tâm linh. Thì vừa nãy một đoạn phim ngắn vừa rồi thì Phật tử có giải thích rằng là người ta gọi Phật tử là tiến sĩ, viết tắt của hai chữ TS. Nhưng mà Phật tử nói rằng đó không phải là viết tắt của chữ tiến sĩ mà là viết tắt của chữ tu sinh hoặc là thiền sinh. Thì ở đây nãy giờ chắc là quý Phật tử chúng ta cũng đang rất là thắc mắc rằng là cái nhân duyên nào mà Phật tử đã đến với Đạo Phật, thì xin Phật tử chia sẻ vấn đề này. Con phải cũng nói rất thật với lại con cũng phải xin lỗi thầy, xin lỗi các quý thầy ở đây, là đáng lẽ là con theo đạo Thiên Chúa Giáo mất rồi. Con học ở Mỹ này, ở Nga này, ở Úc, ở các nước. Thế thì ở các nước đều có nhà thờ, làm gì có chùa như mình. Đấy là thứ nhất. Ý thứ hai là con lại sống ở ngoài Bắc, thì ở cái huyện, con là huyện Đông Hưng, cả huyện hình như chả có cái chùa nào cả. Mà có một cái chùa ở cái xã cách đấy một đoạn thì lại không có nhà sư. Kể cả về Hà Nội cũng rất ít sư. Mà một sư thì trụ trì cho khoảng ít nhất là vài chùa, thậm chí là vài chục chùa. Gặp được các sư thì vô cùng khó khăn. Thế còn khi mà sang đến Nga, đến Úc, đến Pháp, đến Mỹ, vào các nhà thờ thì các cha rất gần gũi, gặp các cha rất là dễ. Thứ hai nữa là trong các chương trình ở nhà thờ thì bao giờ có phần hát thánh ca. Đi vào được xem biểu diễn ca nhạc hát, còn bên nhà mình thì toàn tụng kinh, mà toàn cái kinh thì là như thị ngã văn, thế rồi những cái toàn từ tiếng Hán ấy, thầy con chả hiểu cái gì cả. Bây giờ vào chùa thầy bảo hồi trước giờ chúng ta sám địa xúc, nhưng chẳng biết sám địa xúc là cái gì cả. Tức là toàn cái từ rất là khó hiểu, hay là yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát ba, toàn những cái từ mà con hoàn toàn không hiểu, tiếng Việt mà hoàn toàn không hiểu. Thế còn bên kia thì họ giảng rất dễ hiểu. Thứ hai nữa là các cha thì rất gần gũi, thế và bao giờ họ cũng có hát thánh ca. Thế rồi người ta lại có sau cái chương trình sinh hoạt thì có ăn ở phía đằng sau cái vườn đằng sau á, xong cha nói chuyện ra giảng giải. Thế và cha đọc, con không bao giờ quên là buổi nào cha cũng dặn nhà nhá, các con ơi, các con có biết không này, tất cả các con sẽ lên hết thiên đàng, 100% các con lên thiên đàng, còn con nào mà có tội thì các con qua lò luyện tội và con lên hết thiên đàng. Mình ôi tuyệt vời.
Con thưa với quý vị ở đây là toàn người miền Nam, có quý vị không hiểu miền Bắc đâu. Con không phải nói xấu, nhưng mà miền Bắc thì bà mẹ con, hồi con nhớ là bà mẹ con chưa đến 50 tuổi, đi vào chùa thì bảo không được. Thứ nhất là dưới 50 tuổi không được vào chùa, phải trên 50 tuổi mới được vào chùa. Thế thì con đã từng đi chùa rồi thì vào chùa chỉ có cụ già, toàn cụ sắp chết. Thế thì mình nghĩ con xin lỗi thầy nhá. Thế con bảo thứ chết thì chùa là dành cho người sắp chết à? Tụng kinh người chết này, kinh người ốm này, kinh người khổ đau này. Thế và toàn cụ già sắp chết. Mà lại các cụ sắp chết là toàn các cụ bà chứ không có cụ ông nữa. Thế mình là đàn ông, mình mà tôi chết rồi mình không có chỗ cho mình rồi. Mình là giới trí thức thì mình không có cửa, mình không có cửa ở đây. Đàn ông không được vào nhá. Tuổi trẻ thanh niên 30-40 tuổi thì mình không được vào nhá. Thế lại sắp chết bệnh tật mình cũng không chết thì vào đây làm gì? Thế thì con mới quyết định là đi theo đạo Thiên Chúa giáo. Và con nghĩ là đấy là con đường quá đúng. Nhưng mà cái phước của con vẫn còn. Cái phước nó vẫn còn ở chỗ này. Tức là năm 2003, tức là đúng cách đây 10 năm, cũng đến 10 năm. Nhưng mà hồi đấy là hồi tháng, quãng độ tháng 3 gì đó. Thì con được một em tên là Nguyễn Thanh Huyền, em đồng nghiệp, em tặng cho một cái đĩa. Thế anh bảo, anh nghe cái đĩa đạo Phật này đi. Anh bảo, thôi, anh chán lắm, đời là bể khổ với lại đau khổ với lại các thứ thì thôi, anh không nghe cái đâu. Bảo không, anh cứ nghe đi, cái này đời nó không khổ đâu. Năm anh nghe cái này về tứ diệu đế, tứ diệu đế là cái gì em không biết. Bảo trong này có cả bát chánh đạo, nó tứ diệu đế anh không hiểu, tứ diệu đế là cái gì em phải giải cho anh, tứ diệu đế là cái gì em nói bằng tiếng nào, bởi đây là tiếng Việt. Thế bát chánh đạo là cái gì cũng là tiếng Việt, mình là người Việt mình cũng chẳng hiểu tiếng Việt, mình nốt tứ diệu đế với bát chánh đạo chẳng hiểu gì cả. Thế mà tôi không nghe tiếng Việt của chúng mày, là tiếng Việt của đạo Phật khó hiểu lắm. Bảo anh cứ nghe đi. Thế thì con được tặng một cái đĩa của thiền sư Thích Nhân Hạnh, ngài lại giảng một cái bài rất hay, đó là hiện pháp lạc trú, tức là cái hạnh phúc ở ngay bây giờ và ngay ở đây. Chưa bao giờ con được nghe một vị sư nào giảng là hạnh phúc có ngay ở đây và ngay bây giờ, mà các vị toàn đợi chết rồi lên thiên đàng, đợi chết với thế mình đang khỏe trờ trờ đây mà mình còn không lo sống mà lại cứ lo cái chết thì lo làm gì. Bọn con là còn đang thanh niên tuổi 30 thì mong sống chứ mong gì chết. Thế là nghe xong cái đó thì mê ngay, và con đã gọi 1080 để tìm xem cái bài đó là bài thiền sư Thích Nhân Hạnh giảng ở chùa Đình Quán nhân Tết âm lịch. Và con mò ngay vào chùa Đình Quán, con hỏi và gặp được sư cô Tịnh Quán. Và sau đó con xin gia nhập cái đạo tràng ở chùa Đình Quán. Và con tu với các cái bạn đạo người nước ngoài. Ở đây có một nhóm người tu nước ngoài. Thì nhóm tu của con có anh Daisuke, anh là phó đại sứ Nhật Bản này. Rồi chị Sumares là chị phó đại sứ Panama này. Anh Hanh là tổ chức quốc tế của USS này. Rồi chị Tris. Rồi một số anh chị người Pháp, người Đức, người có mấy anh chị phó đại sứ và lãnh đạo của các nước ở các sứ quán ở nước tu. Thế thì thưa thầy, là anh tên là anh Daisuke, là anh phó đại sứ Nhật Bản. Thế thì con mới hỏi anh là anh làm ơn cho tôi biết là anh làm phó đại sứ Nhật Bản không? Đúng rồi. Nhật Bản là nước giàu thứ nhì thế giới thì anh làm sao có thời gian mà lại vào đây đi tu? Chủ nhật nào cũng thế anh vào đây tu. Các visitor xem cậu là phó giám đốc của FPT đâu? Bảo dạ vâng ạ. Đúng rồi. Thế cậu có bận không? Có. Bảo thế hàng ngày cậu có ăn không? Thế mình bảo ông này chắc là hay ông bị tâm thần nên sao lại hỏi như thế? Bảo có. Thế hàng ngày cậu có uống nước không? Bảo có. Bảo thế tớ cũng thế. Tớ làm cả một tuần thì chủ nhật vào đây tớ tu, tức là tớ ăn. Cái cơ thể về mặt cái brain của mình thế này, cái mind của mình nó giống như cái pin của máy điện thoại của cậu ấy, nó hết điện thì chủ nhật phải vào chùa mà nạp điện. Thì cứ chủ nhật tao vào tao nạp, thì cái chuyện nạp điện này mày không biết đâu, nó còn hơn cả ăn với uống của mày ấy. Mày sẽ thấy. Thì mình thấy ông này ông phó đại sứ của một nước như Nhật Bản mà ông còn chủ nhật nào anh ấy cũng vào anh tu. Mà có hôm anh bảo thích thì mày lái ô tô mày qua mày đón tao, tao mày cùng vào tu nhé. Thế thì có những cái bạn tu người nước ngoài mà họ giải thích cho mình về đạo Phật của mình còn giỏi hơn người Việt Nam. Và sau đó anh tặng cho mấy cuốn sách đọc về đạo Phật của mình bằng tiếng Anh. Trời đất ơi, nó vô cùng dễ hiểu. Bây giờ con phải nói ví dụ nhá. Cái từ tiếng mình, tiếng Việt các thầy hay bảo chúng con là sám địa xúc ấy. Đấy là tiếng Việt là sám xúc. Nhưng mà tiếng Anh là earth touching, tức là lạy để toàn thân mình chạm xuống đất đi. Quá dễ hiểu. Hay một từ nữa là tứ diệu đế, nghe không hiểu là gì cả. Tiếng Anh nó là four noble truths, là bốn sự thật vi diệu, bốn sự thật tuyệt vời, bốn sự thật cao quý. Hay là bát chánh đạo, nghe cũng chẳng hiểu cái gì, tiếng Việt mình không hiểu nổi. Nhưng mà tiếng Anh rất dễ hiểu, đó là tám con đường để đi đến Niết Bàn.
Trời đất ơi, cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi, đạo Phật đây rồi. Đã thế thì theo ngay đạo Phật. Thế và con đăng ký một khóa tu 7 ngày ở chùa Đình Quán như quý vị ở đây. Và một ông phó giám đốc của FPT cũng ngồi tu như quý vị. Và sau cái khóa tu đó đã thay đổi hoàn toàn cái cuộc đời và cái nhân sinh quan của con. Và từ đó con đã tìm ra ánh sáng cuộc đời mình. Từ đó thay vì lái con tàu chở 70.000 tỷ tế bào, con tàu mang tên Nguyễn Mạnh Hùng có thể làm ầm 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 xuống địa ngục. Bây giờ là bùm 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 lên thẳng Tây Phương Cực Lạc. Người ta thường nhắc đến Phật tử Thiền Đức Nguyễn Mạnh Hùng qua một cái hình ảnh rất là đẹp, đó là một người đã từng xuất gia giao duyên. Vậy thì Phật tử có thể kể cho quý Phật tử ở đây cái lần mà Phật tử đã xuất gia giao duyên không ạ? Con kính bạch Thượng Tọa Thích Chân Tính, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý Phật tử. Cuộc đời nó cũng có nhiều cái bước ngoặt mà mình không bao giờ ngờ đến. Trong này thì con có tham gia nhiều cái khóa thiền Vipassana, tức là chúng ta ngồi thiền từ 4 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Mà mỗi ca ngồi thiền chúng ta phải ngồi ít nhất là 1 tiếng rưỡi, không động đậy, không nói một tí nào cả. Thế và con tham gia một số cái khóa thiền Vipassana như vậy, hoặc là các khóa thiền khác. Thế nhưng mà cuối cùng là có một khóa thiền nữa, thì có một anh bạn, anh rủ đi. Thế thì đến đó để chuẩn bị sáng mai bắt đầu vào khóa thiền. Hôm nay còn được nói chuyện, nhưng mà sáng mai thì không được nói chuyện nữa. Thì hôm nay còn tình cảm anh nói chuyện nữa hôm nay. Thế anh hỏi, anh Hùng ơi, anh có muốn xuất gia không? Không sao lại xuất gia, anh đang làm giám đốc của Facebook, làm sao mà lại xuất gia được? Thế anh bảo, ở đây các quý thầy sư Nam Tông cho phép xuất gia làm nhà sư trong vòng 1 tuần. Mình bảo thật á? Bảo thật. Bảo thôi thì cậu cứ hỏi cho tớ cho chắc chắn không đã. Nếu được tớ xuất gia. Thế thì bạn ấy hỏi, và anh tên là anh Liên, anh cũng là giám đốc một doanh nghiệp khác. Thế anh hỏi thì được thật, thì là ba chúng con xin xuất gia. Con là một, anh Liên là giám đốc một công ty tàu biển, một bạn nữa tên là bạn Phong là giám đốc marketing của tập đoàn sữa Vinamilk. Là ba người quyết định xuất gia làm nhà sư trong vòng 1 tuần. Và ngày hôm sau thì người ta, tức là sư cạo đầu, hết tóc và bắt đầu. Nhưng mà con bạch với quý Phật tử là cái giờ phút xúc động nhất là trao y và trao bát. Để lúc bây giờ mình có một cái bát để ăn và có y để đắp trên người. Là vô cùng xúc động mà lúc bây giờ nước mắt chảy ra. Và cái lúc nữa là sau khi mình đắp y và thành nhà sư rồi, thì lúc trước các Phật tử tu cùng với mình thì cùng là bạn tu. Còn bây giờ tất cả quỳ xuống lại mình. Và mọi người bắt đầu cúng dường cho phong bì tiền này, thế rồi cho thuốc kem đánh răng này, bàn chải đánh răng rồi các cái dụng cụ ấy. Thế bây giờ con run, thực sự là run, bởi vì cái trách nhiệm của mình rất lớn. Đây là tiền người ta cúng dường cho mình, không sử dụng khéo là mình chết. Cực kỳ xúc động và run sợ tại lúc chính thức làm nhà sư. Bởi vì sau đó là chúng con sống y hệt như mà nhà sư, giữ 10 giới và sống cùng với các nhà sư trong liên tục như vậy là 7 ngày. Và 7 ngày đấy là những kinh nghiệm quý giá vô cùng, và nó đã thay đổi cuộc đời con sang một bước ngoặt mới và cho con tái sinh lại một lần nữa. Nhưng mà con cũng lại kể cho một cái chuyện vui nữa là chúng con xuất gia theo Nam Tông thì có một cái giới quy định là không ăn quá ngọ, tức là 11 sau 12 giờ trưa là không ăn nữa. Thế thì buổi chiều có một cái vị tu nữ, tức là bên mình có con tăng và ni, có sư cô, nhưng mà theo Nam Tông lại không, con gái là không được xuất gia. Các vị mới thương là pha cho một cái cốc bột mè, nó bột vừng ấy để uống. Thế sư phát hiện, sư bảo tại sao các con ăn, bảo con có ăn đâu, đây là ăn thôi, bảo đây con uống, bảo không được, uống cái này là ngũ cốc, cái này là ngũ cốc là phạm giới rồi, xin mời lên chánh điện xin lại giới. Thế là ba anh em lóc cóc lên chánh điện để xin lại giới. Thế đấy là những kỷ niệm mà con cũng xin kể cho nó vui một chút xíu với lại quý Phật tử. Nhưng mà đấy là một lần thứ nhất. Còn lần thứ hai là con lại xuất gia tại Bồ Đề Đạo Tràng với thầy Huyền Diệu. Vào đúng tháng 12 năm ngoái, bằng giờ năm ngoái thì con xuất gia tại Ấn Độ. Và thầy cạo tóc cho con ngay tại chùa Việt Nam, Việt Nam Phật Quốc Tự. Và con đã nhất bộ nhất bái xung quanh cái Bồ Đề Đạo Tràng đó. Và tiếp tục giữ giới sang đến Lâm Tứ Ni ở bên Nepal. Và con nhất bộ nhất bái xung quanh cái nơi mà Đức Phật đản sinh. Thì trong cuộc đời của con đã có 2 lần xuất gia, lần thứ 2 8 ngày, lần thứ nhất là 7 ngày. Tổng cộng đã có 15 ngày làm nhà sư, giữ 10 giới ạ. A Di Đà Phật, như vậy xin hỏi Phật tử rằng là
sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hùng làm chi? Vậy tại sao Phật tử không xuất gia luôn? Câu hỏi đó thì con cũng thấy rất là thú vị. Nhưng mà con nghĩ thế này ạ, ở ngoài Bắc chúng con ấy, ngoài cửa chùa bao giờ cũng có một đức chúa ông và một đức thánh hiền. Thì ngày xưa con vào chùa con cũng không biết là tại sao lại đức chúa ông là ai và đức thánh hiền là ai. Sau này mình nghiên cứu, đức thánh hiền đó là ngài A Nan, là trí nhớ đệ nhất. Tất cả kinh Phật chúng ta có ngày hôm nay ấy, là nhờ ngài A Nan là một bên tay phải. Còn bên tay trái đó là ngài, đấy là đức thánh hiền, của bên này là đức chúa ông. Đức chúa ông là ai quý vị biết không ạ? Đức chúa ông là ngài cấp cô độc. Cấp cô độc, không phải tên ông là cô độc, mà ông là một doanh nhân cực kỳ giàu có, là người đã mua cái vườn Kỳ Viên Tịnh Xá rải một lớp vàng đấy ạ, và ông đã kìn chở xe ra để mua cái vườn đó. Nhưng mà ông tên ông là cấp cô độc ấy là bởi vì ông cấp tiền của cho những người cô độc, những người cô đơn, những người nghèo đói. Và đối với trong não của con thì đấy là một vị doanh nhân giàu nhất thế giới, giàu cả về tiền bạc, giàu cả về tình yêu thương, giàu kể vào lòng từ bi, và đặc biệt sống gần gũi với người nghèo. Và con nguyện học theo cái hạnh của cấp cô độc. Thế con xin làm cấp cô độc. Quả thật phải nói là một người rất là thông minh, dí dòm. Nếu như có Phật Pháp thì phải có người Hoằng Pháp, và khi đã có người Hoằng Pháp thì phải có người Hồ Pháp. Vậy thì ngoài cái việc ứng dụng trong đời sống tu tập của mình thì Phật tử có chia sẻ cái vấn đề này cho những người xung quanh hay không? Con phải kính bạch quý thầy và quý Phật tử là con nghĩ là cái phước của con vô cùng lớn, bởi vì con đã có may mắn để ngoài cái việc mình tu học nhưng mình lại chia sẻ những cái việc mình học được cho những người khác. Ví dụ những cuốn sách hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu cuốn sách, cuốn kinh mà chúng con đã in ra nằm len lỏi trong 90 triệu gia đình tại Việt Nam hiện nay rồi. Đấy là cách Hoằng Pháp theo góc của chúng con, của một người thương gia, của một người doanh nhân, đó là để những cái kinh sách đến từng gia đình một. Cái thứ hai nữa là ví dụ như tại Hà Nội thì rất may mắn là chúng con có được sự hỗ trợ và cùng với thầy Thích Minh Đồng cũng tổ chức những cái khóa tu cho sinh viên ở chùa Hưng Khánh. Cứ thứ bảy chủ nhật cuối cùng thì có xe đón tất cả các bạn sinh viên từ Hà Nội vào chùa Hưng Khánh để tu. Thì con cũng tham gia giảng, rồi chia sẻ, rồi hướng dẫn các em sinh viên tu ở đó để gieo duyên các em sinh viên. Bởi vì người ta cứ đang nghĩ là chùa là dành cho bà già và người chết. Con nghĩ không vậy. Nếu mà cứ để chùa dành cho bà già và người chết thì đạo Phật nó sẽ suy tàn. Và con có nguyện vọng là mang đạo Phật đến hai giới, một là doanh nhân, hai là sinh viên. Và đã tổ chức tại Hà Nội những cái khóa tu đó tại chùa Hưng Khánh. Mỗi một khóa thì khoảng độ ít nhất là 300 sinh viên, nhiều là 800 sinh viên, tổ chức trong chắc là cũng được năm nay rồi. Hay là chúng con tổ chức những chương trình Phật Pháp ứng dụng, mà hôm nay là thứ bảy tuần sau sẽ tổ chức tại Tòa Soạn Giác Ngộ, là chỉ dành cho doanh nhân và các bậc trí thức. Số thứ bảy tuần sau là số 15. Tại sao con muốn đạo Phật đến với các doanh nhân? Con đơn giản như lấy FPT là ví dụ, anh Trương Dư Bình làm chủ tịch quản trị và hiện bên dưới là có 15.000 nhân viên. Nếu như anh Trương Dư Bình có tâm Phật, là một Phật tử, thì 15.000 con người được ảnh hưởng. Có nghĩa là 15.000 gia đình. Nhưng 15.000 gia đình đó lại còn vợ, còn chồng, còn bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, bên nội, bên ngoại, con cái cháu chắt họ hàng. Như vậy là có hàng triệu được người lợi. Thế là con rất mong muốn là đạo Phật đến với hai giới. Con ưu tiên doanh nhân và giới trí thức, mà cụ thể đấy là sinh viên. Thành ra là các cái chương trình đó con đang rất tích cực làm. Đi về Thái Bình nói chuyện, đi về Hưng Yên nói chuyện, đưa về Đắk Lắk nói chuyện, đi về bất cứ nơi nào người ta mời là sẵn sàng về để chia sẻ những kinh nghiệm mình đã thành công một chút xíu của mình, hoặc những gì mình hiểu biết về đạo Phật. Thì con đang cố gắng. Thế rồi qua những cái bài viết của con, một tuần nào thì cũng vài bài viết trên các trang báo để chia sẻ những kinh nghiệm tu tập của mình. Để biết Phật tử Nguyễn Mạnh Hùng đã tu tập và cũng như ảnh hưởng những người xung quanh như thế nào, đặc biệt là những người trong công ty mình, thì xin mời quý vị cùng xem một đoạn phim ngắn sau đây.
Cho đi chính là nhận lại, đó là triết lý thành công trong cuộc sống mà hẳn nhiều người có thể hiểu được. Nhưng để làm được điều đó thì không phải ai cũng sẵn sàng. Và trong mô hình của một công ty sách, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã làm được điều này với việc xây dựng văn hóa công ty như một vườn yêu thương để các nhân viên trong chính công ty yêu thương nhau cũng như việc họ yêu thương khách hàng của mình. Mỗi bữa trưa ở công ty, ông Nguyễn Mạnh Hùng thường ăn với các nhân viên của mình. Cuộc sống giản dị không cầu kỳ của ông giúp mọi người gần gũi và dễ sẻ chia với người lãnh đạo của mình hơn. Đó cũng là thời gian để ông và mọi người có thể kể với nhau những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống. Đôi khi nhân viên ở Thái Hà Books còn được nghe người lãnh đạo của mình chơi đàn guitar và thậm chí ông còn sáng tác cả bài hát để thể hiện tình yêu thương dành cho họ. Con là một nhân viên khá là trẻ trong công ty và theo con thấy thì với công ty cổ phần sách Thái Hà thì cái việc phân biệt lứa tuổi hay là giữa cấp bậc sếp và nhân viên thì nó không có nhiều những cái ranh giới quá là xa nhau, bởi vì là tất cả mọi người trong công ty đều sống với một cái tâm thực sự của mình. Và có thể là bất kỳ ai khi mà biết đến Thái Hà thì đều có thể được nghe ngay tới một cái vườn yêu thương. Và khi mà mọi người làm việc ở đây, trên tính chất công việc là một phần, nhưng mà tất cả đều được giúp đỡ và hỗ trợ nhau một cách tối đa. Và cái môi trường làm việc ở đây là rất là công bằng và để cho mọi người có một cái cơ hội để tiến triển bản thân, cũng như là mọi người được phép mà bình đẳng để tranh luận, bình đẳng để chia sẻ vấn đề và bình đẳng để giải quyết vấn đề. Mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau, mỗi người có một cách giải quyết khác nhau, và thầy Hùng sẽ là người cân nhắc những cái cách giải quyết đó để tìm ra một cái phương án giải quyết hợp lý nhất ạ. Và tất cả những cái mà phương án giải quyết trong công việc, không mắc trong công việc thì đều đưa lên cái thiện chí giải quyết công việc là chính, chứ không đưa những cái tranh luận, những cái tranh chấp cá nhân vào để giải quyết công việc, mà thường đưa những cái thiện chí làm việc, thiện chí để giải quyết một công việc ạ. Con cũng đã trải nghiệm được 6 năm để làm việc cùng với thầy Hùng, cũng có rất là nhiều thăng trầm, bởi vì là cũng là công ty mà khi mà mới thành lập thì gặp cũng có nhiều khó khăn khác nhau, nhất là về cái mặt thị trường sách, thứ hai là làm sao để tìm được cái nguồn bản thảo tốt, thêm nữa là về vấn đề làm sao để giữ được nhân sự. Trải qua những khó khăn như vậy thì thầy Hùng luôn luôn là cái người thầy và đồng thời là người sếp để hướng dẫn những cái học trò và những cái đồng nghiệp của mình. Tất nhiên là ở về bản thân là một người sếp nữa, thì khi mà gặp những khó khăn thì thầy Hùng trong cái quá trình mà chúng con thì làm việc với cả thầy thì chúng con cũng được biết là thầy Hùng cũng là một cái Phật tử rất là thuần thành. Khía cạnh cá nhân của thầy Hùng thì con thấy là có một cái biến chuyển của thầy, của cá nhân thầy rất là lớn, đó là cái tính nóng giận của thầy. Từ trước đây thì khi gặp một cái vấn đề để mà xử lý á, thì thầy rất là nóng giận, và có thể là thầy, tại vì là thầy đã làm được cái môi trường chuyên nghiệp quen rồi và cái yêu cầu của thầy cao rồi. Thế thì khi mà làm ở một cái môi trường với một cái chuyên ngành khác thì bản thân có những cái yêu cầu cao như thế nó không được phù hợp, thì chính vì thế mà thầy rất là nóng giận. Thế thì trong cái quá trình mà sau 6 năm thì cái việc mà thầy xử lý vấn đề thì nó hoàn toàn khác, thì thể hiện rõ đến là một cái người có một cái sự tu tập và sự biến chuyển trong cái việc điều hành của thầy. Thế thì đấy là về góc độ cá nhân, về con người. Còn ở về cái góc độ về điều hành của doanh nghiệp thì con cũng thấy là thầy cũng áp dụng rất là nhiều những cái giáo lý của đạo Phật trong việc mà điều hành doanh nghiệp. Ví dụ đơn giản như là một tháng thì Thái Búc có 2 ngày ăn chay chẳng hạn, hay là Thái Búc thì thường xuyên có những cái chuyến đi du lịch đến những các cái địa điểm mà liên quan đến Phật giáo, như chùa chiền. Thêm nữa là thầy Hùng thì luôn là dạy học sinh và bản thân là dạy những cái đồng nghiệp của mình, thì khi cư xử đối với đối tác, đối với đồng nghiệp thì luôn phải sử dụng dùng cái tâm của mình đối đãi, thì như thế thì sẽ đạt được những cái kết quả tốt đẹp. Sau mỗi cái chuyến đi của thầy đi nước ngoài hoặc là đi hành hương ở đất Phật thì thầy thường xuyên thầy về để chia sẻ cho các bạn, thầy gửi quà cho các bạn và thầy giảng rất là cặn kẽ làm sao để gieo những cái hạt giống tâm Phật cho những cái người nhân viên trẻ của mình. Quý vị, chúng ta đã xem một cái mô hình rất là tuyệt vời mà Phật tử
Thiền Đức Nguyễn Mạnh Hùng đã áp dụng trong công ty mình có tên là Vườn Yêu Thương. Vậy trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì Phật tử có thể chia sẻ cái mô hình này một xíu cho quý Phật tử được biết. Cái đầu tiên là công ty của con là công ty sách Thái Hà. Nhưng mà nếu mà Thái Hà theo tiếng Việt, nó dịch tiếng Việt theo cái nghĩa của nó, Thái Hà là dòng sông ánh sáng, là dòng trí tuệ. Còn Thái nghĩa nữa là Thái Bình, tức là dòng sông bình an. Ai chẳng mong bình an, ai chẳng muốn có hạnh phúc, thì Thái Hà là dòng sông bình an, dòng sông trí tuệ. Đấy là mong muốn chúng con. Một nghĩa của Thái Hà nữa có nghĩa là chữ Hà có một nghĩa nữa là hoa sen. Thái là đẹp. Còn tất nhiên Thái Hà có một nghĩa là một cái quẻ rất đẹp trong kinh dịch, thì nếu mà anh nghiên cứu dịch thì biết đấy. Còn Thái Hà là bông sen, Thái là đẹp, Thái Hà là bông sen đẹp. Thì còn cái gì đẹp hơn, còn gì quý giá hơn để dâng lên cho chư Phật, dâng lên cho quý thầy và dâng lên cho quý vị ở đây hơn là Thái Hà. Thì đấy là ý nghĩa. Và từ cái ý nghĩa đó suy ra cái sứ mệnh của cả công ty, đó là mang trí tuệ và từ bi đến cho mỗi thành viên trong công ty, kể cả những thành viên làm full time và part time, mang đến từ bi và trí tuệ cho tất cả bạn đọc, cho tất cả học trò, cho tất cả các bạn bè. Hay là đơn giản quý vị mà nhìn thấy cái áo của con, áo Thái Hà có cái màu đấy, là màu này là màu cam. Thì quý vị bảo tại sao lại chọn màu cam? Bởi vì màu cam, nếu mà chúng ta lấy một xô mực đỏ đổ với một xô mực vàng thì nó ra màu màu cam. Màu cam là trộn giữa màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ, màu vàng đấy là hai màu tượng trưng của từ bi và trí tuệ. Và cái màu này mang trên người cũng để nhắc chúng con là lúc nào cũng nhắc mình: Hùng ơi, cậu phải nhớ là cậu phải có từ bi, cậu phải có trí tuệ. Và mỗi thành viên ở Thái Búc mặc trên mình cái áo màu cam cũng nhắc mình là các bạn phải có từ bi, phải có trí tuệ. Và các bạn ạ, đấy là con đường duy nhất chúng ta phải tiến đến để giác ngộ giải thoát. Thế là cái mong muốn và chúng con đang thực hiện đó là xây dựng vườn yêu thương ở trong Thái Búc, cũng như cái vườn yêu thương này của mỗi thành viên của công ty sách Thái Hà cũng phải xây dựng vườn yêu thương tại gia đình của các bạn, rồi đến những nơi bạn đến. Ví dụ con đến đâu thì con cũng rắc những cái hạt yêu thương ở khắp mọi nơi. Đến đâu mình cũng rắc thật nhiều thì nó khắp mọi nơi, thì đến lúc nó thành một rừng yêu thương. Và mong muốn chúng con là xây dựng không những cái vườn yêu thương, nhiều công viên yêu thương, và cái yêu thương này nó ngấm vào được 90 triệu dân Việt Nam chúng ta. Bây giờ Phật, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một đoạn phim ngắn để xem những việc làm cụ thể của Phật tử Nguyễn Mạnh Hùng đã có những tác động như thế nào. Cư sĩ Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng ở ngoài đời là một người anh, ở trong đạo Phật là một người thầy của con. Thế thì chúng con phải học thầy nhiều, phải học thầy nhiều ở nhiều điểm. Bởi vì thứ nhất là một người rất là bận rộn, nhưng mà thầy đã hài hòa được việc đời và việc đạo. Thứ hai là mặc dù bận việc đời nhưng mà thầy luôn dành một cái quỹ thời gian của mình, sự tâm huyết chính của mình cho cái việc Phật Pháp. Thì đấy là một cái điều mà chúng con phải học hỏi. Thầy Hùng ấy cũng là làm việc đạo rất là chuyên cần trên tất cả các mặt, chứ không phải riêng lĩnh vực truyền thông. Thầy có thể tổ chức những cái câu lạc bộ, rồi thầy khuyến tấn cũng như là động viên nhiều người cái bước đầu họ vào con đường tìm hiểu đạo Phật và theo đạo Phật. Rồi thầy cũng động viên và khích lệ tinh thần những người phát tâm đi xuất gia. Như vậy có thể nói rằng là một con người như thế thì là một tấm gương cho con học hỏi, không chỉ ở lĩnh vực truyền thông mà còn ở các cái góc độ khác ngoài đời thường. Trong Phật giáo, về vấn đề giáo dục thì Đức Phật có nói rằng là thân giáo và khẩu giáo. Thân giáo tức là giáo dục người khác bằng những việc làm, những hành động của mình đã làm, người khác nhìn theo đó để làm theo. Nhưng nếu như nói hay nhưng mà không làm được thì mọi người cũng không nghe, không làm theo. Và khẩu giáo thì là hướng dẫn người khác làm theo những điều tốt. Đối với Phật tử Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng thì luôn luôn thực hành hai cái phương pháp giáo dục những cái em sinh viên và mọi người, đó là thân giáo và khẩu giáo. Đó là tự thân Phật tử Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng cũng tu tập rất là tinh tiến, nghiên cứu giáo lý Phật Pháp, áp dụng giáo lý vào trong cuộc sống của mình cũng như trong kinh doanh. Trong cuộc sống thì Phật tử Thiện Đức là luôn luôn ngồi thiền, còn đối với mọi người thầy cũng luôn luôn hướng dẫn như vậy. Trong kinh doanh thì thầy cũng chuyển hướng cái việc
kinh sách, in rất nhiều kinh sách của Phật Pháp, cũng là góp phần hoằng dương Phật Pháp, trợ duyên cho các quý thầy hoằng Pháp và thực hành giáo Pháp. Thế nên khi có sự hiện diện của Phật tử Thiện Đức Mạnh Mạnh Hùng ở đâu và nói điều gì, mọi người rất là hoan nghênh, tán thưởng và đều thực hành. Đó là một thành công lớn Phật tử Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng đã làm được. Qua những cái buổi sinh hoạt, hướng dẫn, tu học và chia sẻ kinh nghiệm thì chúng con là những người đi sau và biết được đến Đạo Phật. Thì có một cái điều tâm đắc. Thứ nhất là người đi trước rước người đi sau, thì anh Hùng đã làm được cái việc đó. Là anh luôn luôn mong muốn là được đưa nhiều anh chị em, sinh viên, thanh niên và Phật tử biết được đến một giá trị chân thật của Đạo Phật và để tìm được cái nguồn an lạc cho bản thân. Thì với cả chúng con thì ấn tượng ở hai điểm. Điểm thứ nhất là anh rất là nhiệt tình, hết lòng vì thế hệ trẻ và các lớp đàn em. Ấn tượng thứ hai là anh luôn luôn quý kính và nương theo tâm bảo để thực hành cái giáo lý và cũng như là đời sống của mình. Dạ, muốn năm về trước thì con bắt đầu theo học thầy Hùng ạ. Lúc đầu là cũng không phải là một Phật tử, nhưng mà được thầy Hùng dẫn dắt và được truyền trao những cái bài học thì con đã dần dần theo Đạo Phật và biết đến Đạo Phật. Qua đó chúng con đã tu sửa mình rất là nhiều, giảm chúng con biết yêu thương không chỉ là những người xung quanh mà còn yêu thương như muôn loài. Qua những hoạt động phóng sinh thì chúng con tham gia những khóa tu thì được nghe các thầy giảng pháp, được nghe về giảng về tình yêu thương, giảng về tham sân si, giảng về từ bi hỷ xả, và những cái đó rất là mới lạ với con và lần đầu tiên con được nghe. Vào chùa thì con được học những cái điều mà trước đấy chưa bao giờ được học, như là học cách ăn, cách nói, cách đi, cách đứng. Và điều đó làm cho cuộc sống của con rất là an lành. Và trong cuộc sống thì giảm bớt sự nóng tính, nóng vội, mà luôn luôn là thư thái và an lạc. Con với lại thầy Hùng cũng là một người bạn rất là lâu năm rồi, và cảm tưởng như là một người bạn tri kỷ, hay thậm chí là như là hai người bố con ấy ạ. Và khi con đi với thầy Hùng thì có thể là học được rất là nhiều điều. Không chỉ là thứ nhất là thầy là một người rất là thông tuệ, thầy có một trí tuệ rất là tuyệt vời. Và không chỉ là thầy có một trí tuệ tuyệt vời và am hiểu về mọi lĩnh vực, mà thầy còn mong muốn truyền được cái trí tuệ đấy cho tất cả mọi người nữa. Cái thứ hai mà là một điểm rất đặc biệt của thầy Hùng, đó là thầy rất là nhân văn. Mặc dù là có thể là trí thông minh của thầy ấy rất là tuyệt vời và thầy ấy muốn truyền những cái trí thông minh ấy cho mọi người, nhưng thế là chưa đủ, mà thầy ấy còn có một cái trái tim cực kỳ rộng lượng. Có một cái điểm đặc biệt của thầy Hùng, đó là thầy ấy là một người mà ăn chay và thầy là một Phật tử. Và vì vậy nên là khi mà con đến gần thầy Hùng thì thầy ấy nói rất là, thầy chia sẻ rất là nhiều điều về cái con đường mà đi theo với Phật của thầy ấy. Và ở trong công ty của thầy ấy thì luôn luôn phải dán những cái bảng, chẳng hạn như là kiếp luân hồi, rồi những cái dòng chữ nổi tiếng của những cái vị thiền sư, rồi những cái vị Phật gia nổi tiếng. Thầy ấy là một người mà không chỉ là muốn tiếp cận với Phật giáo cho riêng thầy ấy, mà thầy còn muốn giúp góp phần có thể truyền bá Phật giáo đến khắp mọi nhà nữa. Thì thầy ấy thực sự là một con người rất là tuyệt vời. A Di Đà Phật, chúng ta đã xem qua một đoạn phim ngắn mà tất cả những người đã được thầy Hùng giúp đỡ cũng như hướng dẫn học tập đã có những cảm nhận về thầy Hùng rất là sâu sắc. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng con cũng xin cung thỉnh Thượng Tọa cũng cho chúng con đôi lời về Phật tử Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phật tử Thiện Đức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay trong chương trình Hoa Mặt Trời lần thứ ba, chúng ta đã được nghe Phật tử Thiện Đức tâm sự về cuộc đời của mình. Qua đó thì Thầy cũng rút ra bốn vấn đề. Thứ nhất là gia tộc. Thứ hai là ý chí vươn lên.
Thứ ba là nghiệp báo. Thứ tư là giác ngộ, hướng thiện và hướng thượng. Thời Đức Phật còn tại thế, xã hội Ấn Độ được chia ra làm 4 giai cấp. Giai cấp Sát Đế Lị, Bà La Môn, Phệ Xá và Thủ Đà La. Trong 4 giai cấp này, giai cấp trên gọi là giai cấp cao quý, và giai cấp dưới cuối cùng Thủ Đà La là giai cấp hạ tiện. Và xã hội thời bấy giờ họ quan niệm rằng những người nào ở dòng họ cao quý sinh ra là cao quý, còn người nào sinh ra thuộc về dòng họ hạ tiện là hạ tiện. Không thể hạ tiện mà là cao quý, hoặc là không thể cao quý mà là hạ tiện. Thế nhưng Đức Phật đã có một câu nói rất nổi tiếng: không phải người sinh ra trong dòng họ cao quý mà là cao quý, không phải người sinh ra trong dòng họ hạ tiện mà hạ tiện. Chính hành động mà người đó cao quý, chính hành động mà người đó hạ tiện. Qua đó chúng ta nhìn lại cuộc đời của Phật tử Thiện Đức. Sinh ra trong gia đình nghèo khổ, nhưng đã vượt thoát cái nghèo khổ đó. Ông bà ta cũng có câu nói rất hay: không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Người giàu mà không chịu làm, lười biếng, một ngày nào đó có thể đời họ, đời con, đời cháu họ cũng sẽ nghèo khổ. Ngược lại, có những người nghèo nhưng họ biết vươn lên cũng trở thành giàu. Vấn đề thứ hai là ý chí vươn lên. Phật tử Thiện Đức đã trình bày cho chúng ta thấy là con đường của mình chỉ có một là tiến tới để sống, hai là chết. Cho nên với ý chí nghị lực đó và với một cái sức mạnh tinh thần đã giúp cho Phật tử vượt lên và đã chiến thắng được nghèo, khổ, dốt. Như Đề Cát Tết có một câu nói cũng rất hay: thiếu phương pháp người tài cũng lỗi, có phương pháp người thường cũng làm nên được việc phi thường. Nếu chúng ta có ý chí, có nghị lực, có phương pháp sẽ có thể vươn lên được trong cuộc sống này. Mà Đức Phật cũng vẫn thường nói với chúng ta: chính ta làm cho ta trong sạch, chính ta làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch hay ô nhiễm. Như vậy, cuộc đời của chúng ta cũng do chính chúng ta quyết định, không ai quyết định được cuộc đời tương lai của mình. Thứ ba, về nghiệp báo. Chữ nghiệp có nghĩa là hành động, có tác ý. Và ở đây, qua cuộc đời của Phật tử Thiện Đức, chúng ta thấy nổi lên một điều mà đối với người học Phật phải tin tưởng, đó là nghiệp báo. Đức Phật dạy muốn biết nhân quá khứ, coi quả hiện tại, và muốn biết quả tương lai thì xem cái nhân hiện tại. Qua lời trình bày của Phật tử Thiện Đức, chúng ta đã được biết Phật tử cũng có nhiều cái may mắn trong việc thi. Như khi mà thi ngoại ngữ, trong khi đó chưa biết một cái chữ gì hết mà lại vượt qua được. Đây là điều phải nói là cái phước báo của quá khứ. Nếu không nhờ cái đó thì chắc chắn rằng không dễ gì vượt qua cái chuyện như vậy. Rồi thứ hai nữa là khi qua bên Liên Xô học, lại gặp may mắn được người ta giúp phương tiện, và từ đó vừa học vừa làm, vươn lên làm giàu được. Nếu không phải là cái quá khứ có một cái nhân duyên nào đó thì chắc chắn rằng cái việc học và cuộc sống sẽ cũng còn nhiều lận đận nữa. Thứ tư là giác ngộ, hướng thiện, hướng thượng. Sau khi được hiểu Phật Pháp, Phật tử đã mạnh dạn từ bỏ phó giám đốc
của một công ty lớn để về thành lập một cái công ty sách Thái Hà với mục đích là phổ biến trí tuệ. Đây là quyết định phải nói rất là sáng suốt, noi theo cái gương hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật của chúng ta cũng là người có địa vị, có cuộc sống đầy đủ ấm no hạnh phúc. Nói chung tất cả những gì mà con người trên cuộc đời này ao ước, mong cầu Ngài có đủ. Thế nhưng tại sao Ngài từ bỏ? Vì Ngài đi tìm cái sự nghiệp trí tuệ. Và sau khi có được cái sự nghiệp trí tuệ, cả cuộc đời của Ngài cũng vì cái sự nghiệp trí tuệ đi khắp Ấn Độ truyền bá. Hình như vừa nãy Phật tử có nêu, khi được đọc ở nước ngoài có tài liệu có 10 cái việc làm phước đức. Thứ nhất là cái người đi tu, thứ hai là người đó giảng thuyết về đạo lý để cho người ta biết hướng thượng hướng thiện, thứ ba là phổ biến sách. Thì đây là ba cái nghề mà người ta đánh giá là phước đức nhất. Thì Phật tử nghĩ như thế và đã dứt khoát từ bỏ công ty kia để thành lập cái công ty Thái Hà, phổ biến những cái tư tưởng, những đạo lý để giúp cho con người hướng thiện hướng thượng. Thì đây cũng là phù hợp với cái tinh thần của Đức Phật dạy. Và trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật có dạy là duy tuệ thị nghiệp, là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Tất cả chúng ta sinh ra trên cuộc đời này rồi từ giã cuộc đời này cũng chẳng còn cái gì, chỉ còn lại cái sự nghiệp cao quý nhất, đó là sự nghiệp trí tuệ. Thì hôm nay Phật tử Thiện Đức đã về dự tu cũng như góp phần vào chương trình Hoa Mặt Trời. Thì thay mặt ban tổ chức rất cảm ơn Phật tử đã dành thời gian quý báu đến đây để chia sẻ những kinh nghiệm cho tất cả quý Phật tử, để cùng lấy đó làm bài học, cùng nhau thăng tiến trên lộ trình giác ngộ, hướng thiện và hướng thượng. Kính chúc Phật tử luôn thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có 7 ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thành kính tri ân những lời chia dạy vừa rồi của Thượng Tọa Trụ Trì. Và kính thưa quý vị, thì Phật tử Thiện Đức trong những ngày vừa qua cùng tu tập với chúng ta thì nói rằng có những cái cảm xúc rất là dạt dào, và từ đó thì cũng muốn gửi một món quà cho Thầy Trụ Trì cũng như Chư Tăng và quý vị ở đây. Cho nên là Phật tử Thiện Đức đã sáng tác một bài hát để gửi tặng cho quý Thầy cũng như quý Phật tử. Thì sau đây quý vị chúng ta cùng cho một tràng pháo tay thật lớn để lắng nghe ca khúc của Phật tử. Con kính bạch Thượng Tọa Thích Chân Tính, kính bạch quý Phật tử. Con phải nói thật là con rất là xúc động và vô cùng sung sướng vì có 2 ngày vừa rồi ngồi tu ở đây. Thế và cái công lao mà Thượng Tọa đã mở được những khóa tu này nó lớn lắm. Nó lớn đến mức độ con phải bạch thật với Thầy là bố mẹ con là ngày xưa cứ năm nào cũng cho đi một chuyến đi nước ngoài. Nhưng cách đây 4 năm con nói bố mẹ là hãy đi vào chùa Hoàng Pháp một khóa đi. Thế và 2 bố mẹ con từ Thái Bình đã vào đây tu. Và sau khi 2 bố mẹ về Thái Bình vào đây tu thì mẹ con cũng nói với con là Hùng ạ, mẹ không tin là sau này các con chăm sóc mẹ được bằng các Phật tử ở chùa Hoàng Pháp chăm sóc mẹ. Tức là cách đây 4 năm mẹ con có tu ở đây thì chẳng may là bà bị cảm và các Phật tử đã đến chăm sóc bà bảo là mẹ không tin là các con có thể chăm sóc được mẹ như các Phật tử ở đây. Thì cái gia đình những người con của Phật nó còn hơn cả gia đình ruột thịt. Đấy là lời của mẹ của con. Và 2 bố mẹ có nói là Hùng ạ, từ nay giờ đi nếu mà con định cho bố mẹ đi nước ngoài thì hãy cho bố mẹ vào chùa Hoàng Pháp để tu. Con xúc động và chính vì vậy mà con mới viết ra cái lời của bài hát này để tán thán công đức của Thầy, để biết ơn Sư Phụ và cũng là một cái thông tin để nhắc nhở cho chính con và chúng ta cùng nhau tu tập. Và cái lời này chưa đọc lại thì con sợ nếu mà lúc hát mà nó không đúng giọng hoặc là nó không hay, nó quên thì mong Thầy xá lỗi và mong quý vị hoan hỷ giúp ạ.
thành kính dâng lên quý thầy của chúng con. Lời ca con cất lên từ trái tim, công đức lớn lao hơn trời cao, đuốc sáng soi đêm kỳ diệu sao. Con hứa sẽ tu, chúng con hứa sẽ tu trí tuệ và từ bi, vững bước về phương Tây, vững bước ngay từ hôm nay. Này hỡi các bạn đạo của con, bài ca con hát riêng để nhắc nhau tinh tấn bên nhau ta cùng tu, tươi sáng tương lai đang chờ đón, bên nhau mãi đi thôi, bên nhau mãi anh chị em ơi. Cực lạc ở phương Tây, Đức Phật chờ đón ta, vững bước 1, 2, 3, vững bước A-di-đà. Thành kính dâng lên quý thầy của con, lời ca con cất lên từ trái tim, công đức lớn lao hơn trời cao, đuốc sáng soi đêm kỳ diệu sao. Con hứa sẽ tu, chúng con hứa quyết tâm tu trí tuệ và từ bi, vững bước về phương Tây, vững bước ngay ngày hôm nay. Này hỡi các bạn đạo của con, bài ca con hát riêng đang nhắc nhau tinh tấn bên nhau ta cùng tươi sáng tương lai đang chờ đón, bên nhau nữa đi thôi, bên nhau mãi đi thôi. Cực lạc ở phương Tây, Đức Phật chờ đón ta, vững bước 1, 2, 3. Cực lạc ở phương Tây, Đức Phật chờ đón ta, Đức Phật A-di-đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn ca khúc rất là tuyệt vời vừa rồi của Phật tử Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng. Kính thưa quý vị, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hoa Mặt Trời số 3 lần này. Xin thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị và gia quyến có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian, kìa hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về, chỉ một vầng thái sáng soi trên đời. Hoa mặt trời sáng tương lai, hoa mặt trời niềm tin vững chãi, hoa mặt trời mãi mãi không phai, hoa mặt trời hướng đến ngày mai. Cùng hoa ta có lối đi đường về,
và nay ta đã giác mê khai ngộ, nguyện đem chân lý sáng soi muôn loài, dựng xây thế giới mãi luôn yên bình. Cho cuộc đời mãi sáng tươi, cho muôn loài niềm vui giải thoát, cho mọi người dứt hết khổ đau, cho ta ba hóa cánh lạc an. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian, kìa hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về, chỉ một vầng thái sáng soi trên.